Người người nhà nhà đua nhau chơi con game thực tế ảo hoan, đồ họa cực đỉnh, gameplay cực chân thật. Nhưng chỉ có một số ít người biết được con game này còn có cả phương thức đưa toàn bộ cơ thể vào bên trong trò chơi. Điều này đồng nghĩa với việc có thể gây ra những pha lên bàn thờ thực sự ở trong game. Phương Thiên là một cậu thiếu niên đã bị đưa vào trong thế giới game hơn 10 năm trước, lúc này vì nhận được nhiệm vụ mà trở về thế giới thực. Liệu nhiệm vụ của Phương Thiên là gì? Việc sống trong game một thập kỷ có khiến cậu ta trở thành tay to về smurf những người chơi khác hay không? Đọc truyện hay tại bé mèo sinh.com. Trong một hang động tăm tối, có vô số con nhện nhìn đã thấy sởn gai ốc đang đi qua đi lại chăm sóc cho đám trứng của chúng. Cùng lúc đó thì ở phía sau một cây trụ đá cách đó không xa, cũng xuất hiện hình bóng một người thanh niên. Cậu ta là Phương Thiên, là một thích khách, nhiệm vụ của cậu ta là đi săn cái đám nhện độc kia. Thế giới mà Phương Thiên đang tồn tại là một thế giới trò chơi và cậu ta đã ở lại đây suốt 12 năm rồi. 12 năm trước, cậu ta bị người khác dẫn vào bên trong thế giới trò chơi này, sau đó dựa vào các loại nhiệm vụ treo thưởng tồn tại đến tận bây giờ. Thế giới này là một nơi đầy áp ma thú, dị nhân, đủ các thể loại chủng tộc. Trong lúc đang suy nghĩ như vậy, Phương Thiên đã thả mình lao tới chuẩn bị va nhau với một con nhện siêu toa khổng lồ rồi. Cậu ta đã sớm quen thuộc với cuộc sống như này, kích hoạt năng lượng trên đôi dao găm của mình sau đó lại lao về phía con hàng to như con bò mộng kia. Đang lúc bem nhau nước sôi lửa bỏng như này lại có thông báo nhảy số mới toang chứ, thông báo yêu cầu Phương Thiên cần gấp rút rời khỏi trò chơi này. Bởi tầm nhìn bị bảng thông báo che chắn hoàn toàn, thành ra Phương Thiên không thể quan sát động tác của con nhện kia, thành ra bị nó xin tí huyết ở phần cổ tay rồi. Con nhện kia còn muốn thừa thắng xông lên nữa, nhưng mà Phương Thiên tỉnh lắm, bật cóc nhanh thoăn thoắt chuồn lẹ luôn. Tìm tới khu vực an toàn, lúc này cậu ta mới kiểm tra kỹ lại thông báo hồi nãy sau đó tiến hành trình tự đăng xuất. Phương Thiên bị kéo vào bên trong một không gian tối thui không nhìn thấy gì ngoài những ánh sáng xanh xanh của hệ thống. Phương Thiên lần đầu tiên đăng xuất trò chơi này, sau 12 năm trời sinh tồn ở đây. Cậu ta cũng đang mang theo một đầu đầy dấu hỏi chấm đây. Bình thường nhiệm vụ sẽ ban bố ở trong game, thế nhưng lần này lại đòi cậu ta rời khỏi trò chơi mới làm được. Ánh sáng mờ ảo lóe lên trong một nhà kho, đây là nơi mà Phương Thiên quay trở lại thế giới thực. Nhưng trước tiên cậu ta không vội rời khỏi chỗ này, mà phải xử lý vết thương do con hàng tám chân kia lưu lại trước đã, nếu không hiệu quả gây tê liệt trên tay sẽ cứ kéo dài mãi mất. Trong lúc Phương Thiên đang quấn băng gạc để che vết thương lại, thì một bàn tay từ phía sau âm thầm tiếp cận cậu ta. Thế nhưng đường đường là một sát thủ, mà Phương Thiên lại để người khác áp sát mình không mảy may hay biết thì lại quê quá rồi đó. Cậu ta ngay lập tức rút dao găm ra kề sát cổ người đàn ông vừa xuất hiện. Người này không phải là ai xa lạ, mà chính là ông chú Hubbard của Phương Thiên thôi. Ông ta là người chuyên giao nhiệm vụ cho Phương Thiên, và theo như cậu ta nghĩ thì cũng chỉ có trong game mới có nhiệm vụ cần làm thôi chứ. Nhưng lần này thì khác, ông chú Hubbard châm một điếu xì gà, sau đó vỗ lên đầu Phương Thiên một xấp tài liệu dành cho nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ của cậu ta là tiếp cận với một người thanh niên, và chắc hẳn là nhiệm vụ này sẽ mất thời gian làm đấy. Hubbard bắn o một cú, sau đó dặn dò Phương Thiên nhất định không được để người khác biết được bí mật của cậu ta. Đặc biệt là cậu ta không được sử dụng năng lực ở trong thế giới thực và không được tiến vào thế giới trò chơi một cách công khai. Ông chú đã dặn kỹ đến thế rồi, nhưng mà thằng cháu thì tiếp thu chậm hay sao á, lại tạo một ngọn lửa trong lòng bàn tay định hóa vàng tập tài liệu kia. Hubbard đến bất lực, dặn thằng cháu không được dùng năng lực mà nó cứ ngáo ngáo thế này thì méo ổn rồi. Thêm nữa trang phục hiện tại của Phương Thiên như thể cậu ta đang cosplay ấy, quá thu hút ánh nhìn, cần thay đổi. Hubbard dẫn theo Phương Thiên đi ra khỏi căn nhà kho, cho cậu được chiêm ngưỡng thế giới hiện thực về đêm trông như thế nào. Tính ra thì Phương Thiên từ nhỏ đã ở trong thế giới trò chơi, vậy nên để có thể thích ứng được với thế giới hiện tại còn cần một khoảng thời gian đây. Để giúp thằng cháu có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, ông chú Hubbard có hai câu châm ngôn để đời muốn dặn thằng cháu. Trước hết là khi cảm thấy ngại, nhưng vẫn muốn duy trì thiện ý thì nhớ nở một nụ cười tự tin khoe hàm răng trắng sáng vào. Thứ hai thì nếu Phương Thiên có tìm bạn gái nhất định phải tìm ngực to mà chọn. Ông chú này có kinh nghiệm xương máu đó là ngực to thì không có não, mà phụ nữ có não cực kỳ đáng sợ đó, tốt nhất là tránh xa ra. Phương Thiên rất chi là nghi ngờ cái kinh nghiệm sống thứ hai này của ông chú đấy nha, nhưng thôi cứ nghe đại đi rồi tính tiếp. Cùng lúc đó ở một căn cứ đặc biệt nào đó, một cô nàng thư ký đang thông báo với cấp trên của mình về việc có nhiều biến động xảy ra trong khu vực bọn họ quản lý. Thế nhưng người đàn ông tóc đỏ cấp trên của cô không để ý lắm, mấy chuyện này cứ để cô ta tự xử lý là được rồi. Còn một việc khác thì đứa trẻ mà bọn họ đang tìm kiếm đã được tìm thấy rồi. Khá là chắc kèo đứa trẻ mà bọn họ đang nhắc tới rất có thể là Phương Thiên. Người đàn ông tóc đỏ này sau khi biết được vị trí hiện tại của mục tiêu thì lập tức muốn đi qua xác nhận ngay và luôn cho nóng. Tại sở cảnh sát, Phương Thiên đang vào vai thiếu niên tàn tạ như vừa trốn chạy ra ngoan ngoãn ngồi co ro một chỗ. Vài tiếng trước đó, Phương Thiên đã được Hubbard sắp xếp cho lai lịch là 10 năm trước bị bọn buôn người hốt mất, sau đó trở thành trẻ lang thang cơ nhỡ.
Hubbard khẳng định một người tên đương nhiên sẽ tới đón Phương Thiên, và trước khi có chỉ thị mới cậu ta tuyệt đối không được manh động. Trong lúc Phương Thiên còn đang đau đầu suy nghĩ không biết có qua mặt được đương nhiên hay không, thì ông ta đã tìm tới đây rồi. Chính xác đương nhiên chính là ông chú tóc đỏ chỉ huy khu căn cứ lúc trước, và ông ta cũng là một trong số các mục tiêu nhiệm vụ của Phương Thiên. Đương nhiên tiếp thu được hồ sơ đúng là Phương Thiên bị bọn buôn người ngược đãi. Đương nhiên tiến lại gần muốn chạm vào người Phương Thiên, nhưng cậu ta lại tránh né đi. Đương nhiên còn cho rằng đây là Phương Thiên đang sợ, liền thân thiết ngồi xuống phía đối diện giải thích bản thân chính là bạn của bố Phương Thiên. Ông ta đến đây là muốn đón Phương Thiên về, và rõ ràng là cậu ta sẽ đồng ý rồi. Đương nhiên sắp xếp cho Phương Thiên một căn phòng riêng trong nhà ông ta, còn có cả tấm ảnh chụp ông ta và bố Phương Thiên thời trẻ trong phòng nữa, như kiểu để khẳng định thân phận bản thân là Diêu ấy. Cùng lúc này một cô gái cũng tung tăng chạy tới, cô ta là con gái của Đường Nhiên, Đường Thiên Thiến. Đường Nhiên cũng không nghĩ nhiều, bàn giao luôn Phương Thiên cho Thiên Thiến làm hướng dẫn viên. Cô nàng Thiên Thiến này ngực bự này, đáp ứng đúng tiêu chí của ông chú Hubbard này, nhưng mà khi cô áp sát lại làm quen thì Phương Thiên lại rén. Cậu ta còn làm ra một tư thế tay kỳ quái, giống hệt như động tác của NPC thích khách trong trò chơi Thiên Thiến hay chơi. Thiên Thiến cũng học theo làm một động tác đặc biệt, sau đó giới thiệu bản thân chính là một pháp sư đó. Cô nàng Thiên Thiến này cũng mặc kệ Phương Thiên nghĩ gì, thẳng thừng đánh giá nhan sắc của cậu ta, sau đó mắt sáng như sao muốn đưa Đường Thiên tới một nơi nữa chứ. Thiên Thiến kéo Đường Thiên đi thẳng tới quán net, hiện tại đang có một trò chơi thực tế ảo tên là Hoan. Chơi nó cứ phải gọi là bánh cuốn đê. Phương Thiên nghe được cái tên này thì có chút giật mình, nó giống hệt với cái tên thế giới game cậu ta đã sống suốt 12 năm qua. Đúng lúc này bạn học của Thiên Thiến chạy ra, gào mồm than vãn rằng lớp của cô đang bị đối phương bón hành cho ngập mùng kia kìa, cần chị đại vào giải vây gấp. Thiên Thiến giới thiệu nhanh Phương Thiên cho cậu bạn La Kiến Vũ vừa mới ngoạc mồm than khóc kia, sau đó ngồi vào bộ máy chuẩn bị lên sàn bem nhau đòi lại điểm số. Solo này còn có cả lựa chọn phiên bản nữa, gì mà mẫu cơ bản với mẫu cao cấp ấy. La Kiến Vũ thấy Thiên Thiến lựa chọn mẫu cao cấp thì tự tin khả năng thắng của bọn họ là rất lớn. Mẫu cơ bản tức là mỗi người chơi có chỉ số như thế nào, trang bị ra sao sẽ được Bách Y xì đúc vào để bem nhau. Còn mẫu cao cấp thì xanh chín hơn một chút, bởi điểm thuộc tính sẽ ngang nhau và trang bị cũng được san bằng ngang cấp độ nữa. Bởi vì kèo bem nhau này của Thiên Thiến danh dự của lớp nó chỉ là chuyện nhỏ, còn tiền thua cược phải bỏ ra mới là chuyện lớn đây này. Lúc này, Thiên Thiến và đối thủ của cô đều đã xuất hiện bên trong đấu trường của thế giới ảo kia. Trận solo này nghe chừng là không cân kèo lắm thì phải, chẳng hiểu sao pháp sư lại phải bem nhau với tanker nữa luôn á. Phương Thiên thông qua màn hình hiển thị khẳng định bản thân biết cái đấu trường này, nó chính là thế giới mà cậu ta từng sống mà. Phương Thiên không biết về game thực tế ảo, thế nên cậu ta vô cùng tò mò về việc thân xác của Thiên Thiến và đối thủ của cô vẫn ở đây thế nhưng lại đồng thời xuất hiện ở game. Tạm bỏ qua chuyện đó qua một bên, lúc này trong đấu trường kia trận chiến đã bắt đầu rồi. Thiên Thiến thi triển một chiêu thuấn phát hỏa cầu, cái này Phương Thiên cũng biết, nó là kỹ năng chỉ có pháp sư cấp 25 trở lên mới có thể dùng thôi đó. Thiên Thiến tung liên hoàn mưa lửa về phía đối thủ của cô. Nhưng tên tăng cơ kia không chút hoang mang lập tức dựng rào chắn lên chống đỡ. Thiên Thiến spam hết nửa cột mana mới có thể khiến đối thủ mất phần tư lượng máu thôi, xem ra cái độ trâu bò của tên kia không vừa đâu. Tên tăng cơ đối diện không thấy Thiên Thiến dồn dập ra đòn nữa thì cho rằng cô đã hết mana rồi. Mà pháp sư hết mana thì khác nào cái hình nộm rơm tập đánh không. Cái tên kia vô cùng hào hứng vác theo búa nhào về phía Thiên Thiến. Nhưng tất nhiên là Thiên Thiến không có chuyện để mana hết một cách vô tội vạ được. Cô lập tức vung trượng phép của mình lên, thi triển một chiêu băng hoàn. Mặt đất trong giây lát bị đóng băng lại, tiện thể đóng băng luôn chân tên tăng cơ kia. Mọi người cho rằng nhờ vào màn bẫy đối thủ này thì Thiên Thiến ăn kèo chắc rồi. Phương Thiên cũng công nhận là cô rất gì và này nọ đó, nhưng mà đối thủ của Thiên Thiến vẫn còn hậu chiêu kia kìa. Không cần đoán cũng biết là Thiên Thiến bị đối thủ cầm búa giã cho như con rồi, vậy nên là Phương Thiên được chỉ định là gương mặt sáng giá cứu cánh cho kèo đấu này. Hiện tại cậu ta đang đứng trước lựa chọn xem chức nghiệp sẽ sử dụng để tham gia đối chiến là cái gì. Phương Thiên nhìn bảng trạng thái kỹ năng dài như cái sớ trước mặt mà choáng ngợp luôn. Cậu ta có thể học tập tất cả kỹ năng ở trong bảng thông tin này luôn á. Khi cậu ta ở trong thế giới game phải cày hộc máu ra mới có thể học được một kỹ năng luôn chứ không đùa đâu. Phương Thiên tốn thời gian cân nhắc tới lui mãi thì mới quyết định vẫn lựa chọn nghề nghiệp sát thủ. Đúng lúc này thì Thiên Thiến gửi lời mời kết bạn với cậu ta. Cô gào cái mồm lên thông qua chat bạn bè, yêu cầu Phương Thiên chọn kỹ năng nhanh lên, trận đấu sắp bắt đầu đến nơi rồi đó. Lúc này hệ thống cũng phối hợp đưa ra thông báo về việc cái tên tăng cơ La Vũ đã lựa chọn xong kỹ năng, trận đấu sẽ bắt buộc diễn ra sau 20 giây nữa. Phương Thiên cũng không còn thời gian để mà nghiên cứu, đành chọn nhanh mấy kỹ năng thuận tay vậy. Trận đấu chính thức bắt đầu, với map là rừng rậm. La Vũ nhìn quanh cũng biết nơi này không phải là môi trường thích hợp cho class chiến binh phát huy, mà hắn ta cũng không biết Phương Thiên đã chọn class nào để đối chiến nữa.
Tất nhiên là không thể thấy thân ảnh Phương Thiên ở đâu rồi, đến cả người xem bên ngoài còn không thấy tăm hơi đâu cơ mà, làm sát thủ nó phải thế chứ. Thiên Thiến cũng không mong chờ Phương Thiên gì nhiều, chỉ mong cậu ta thua đừng khó coi quá là được. La Kiến Vũ thì thấy méo ổn cho lắm, class chiến binh máu nhiều thủ châu, là khắc chế cứng với sát thủ máu giấy đó. Lúc này bên trong sân đấu, La Vũ cũng đã cảm nhận được Phương Thiên hẳn là đã chọn class sát thủ, bởi vì tới tận lúc này rồi vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Phương Thiên đang ẩn núp trong bụi cây ngay phía sau La Vũ âm thầm đánh giá. Cái tên này vào thế phòng thủ ra gì và này nọ phết đấy, xem chừng là một chiến binh lão luyện. Thế nhưng Phương Thiên vẫn tự tin rằng trong môi trường chiến đấu này thì cậu ta có ưu thế lớn hơn. Phương Thiên đột ngột phi thân ra tập kích phía sau La Vũ. Thế nhưng cậu ta cảm thấy có cái gì đó cấn lắm. Đòn chém của Phương Thiên gặp trục trặc gì đó mà chỉ lướt qua má của La Vũ mà thôi. Rõ ràng là Phương Thiên đã nhắm chuẩn vào yết hầu của La Vũ rồi, thế nhưng đòn tấn công lại xảy ra sai sót mới kỳ chứ. Trong lúc Phương Thiên còn đang lấn cấn, thì La Vũ đã vung khiên của mình lên tung đòn phản kích rồi. Sau khi đẩy lùi Phương Thiên về sau, La Vũ tiếp tục tung chiêu búa gió lốc quay tròn như trong chóng đánh tới. Phương Thiên muốn phi thân tránh đi, thế nhưng cái cảm giác lấn cấn lại xuất hiện nữa, khiến cho tư thế của cậu ta xuất hiện sai lệch, vậy nên chỉ có thể cứng rắn chống đỡ thế công của La Vũ mà thôi. La Vũ thấy bản thân rất dễ dàng đã đập bay nửa cây máu của Phương Thiên thì trở nên kiêu ngạo. Hắn ta cười nhạo Phương Thiên chỉ là một người mới lại còn chọn class sát thủ là sai quá sai rồi. Class chiến binh của hắn hoàn toàn có thể đè sát thủ ra đập cho như con. Nhìn La Vũ chuẩn bị tung một đòn kết liễu cuối cùng, đột nhiên bên phía Phương Thiên hiện lên một bảng thông báo. Hệ thống gợi ý cậu ta có thể thoát khỏi chế độ điều khiển dựa vào hệ thống mà chuyển qua điều khiển tự do hoàn toàn. Cùng lúc này thì cây búa của La Vũ cũng đã đánh tới nơi, đập xuống tạo thành một trận chấn động mạnh mẽ khiến nhóm Thiên Thiến quan sát bên ngoài cũng phải đổ mồ hôi hột. Mặc dù Phương Thiên không hiểu chế độ tự do là cái quần què gì, nhưng mà đối diện với La Vũ đang giã cái búa xuống thì cậu ta cứ đánh liều xác nhận khởi động chế độ cái đã. Ngay khi chế độ tự do được khởi động, Phương Thiên như biến thành một con người hoàn toàn khác, vung dao găm dễ dàng đánh bật được búa của La Vũ. La Vũ cũng vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới Phương Thiên lại là một người chơi chế độ tự do. Phương Thiên không phản ứng lại chuyện này, chính xác thì cậu ta cũng chẳng hiểu chế độ tự do là cái quỷ gì để mà nói lại, chỉ lướt thân về phía bụi cây sau đó biến mất một lần nữa mà thôi. Bên ngoài, La Kiến Vũ cũng ngạc nhiên khi nhìn hành động của Phương Thiên, chỉ có người chơi chế độ tự do mới có thể làm ra động tác khác lạ như thế thôi. Thiên Thiến cũng không hề hay biết là Phương Thiên sẽ ở cái trình độ cao như thế đâu. Người chơi bình thường đều sẽ lựa chọn chế độ bán tự do để dựa vào lập trình hệ thống cho dễ thao tác. Chỉ có những tay to mới tự tin sử dụng chế độ tự do thôi, chế độ này hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân để phát huy ra chiến lực. Nhưng mà cái này cũng hơi lấn cấn, nếu thực sự Phương Thiên là tay to lão luyện trong game vậy tại sao hồi nãy cậu ta lại không né được đòn tấn công của La Vũ? Nhưng mà tên tăng cơ này cũng không quan tâm lắm. Hắn tự tin bản thân chỉ cần thủ chắc thì Phương Thiên cũng chẳng làm được gì đâu. Lúc này ở bên trong bụi cây, cuối cùng Phương Thiên cũng đã lấy lại được cảm giác thoải mái của bản thân. Cậu ta một lần nữa lao ra khỏi bụi cây, tung một đòn tập kích phía sau lưng khiến La Vũ không kịp phòng bị. Đòn này khiến tên La Vũ kia ăn phải bạo kích luôn, chỉ một chém đơn giản đã xin nhẹ của tên này nửa cây máu rồi. Phương Thiên chạy vòng quanh La Vũ như mèo vờn chuột, liên tục bay nhảy đánh cho La Vũ chỉ có thể bị động chịu đòn không có sức phản kháng. Sau một hồi vờn quanh chán chê, Phương Thiên bất ngờ xuất hiện phía sau La Vũ, chỉ cần cậu ta đâm dao thì cổ của La Vũ sẽ xuất hiện một cái lỗ to trà bá lửa ngay và luôn. Đứng trước nguy cơ thất bại, La Vũ làm liều vung búa tung một chiêu thiết chùy mãnh kích. Nào ngờ đòn tấn công này lại đánh trúng được Phương Thiên, còn hoàn toàn đánh bại cậu ta nữa. Tất cả mọi người và cả La Vũ nữa không hiểu vì sao thế trận lại lật kèo một lần nữa như vậy. Lúc này Phương Thiên đã bị đưa trở về không gian đăng nhập rồi. Cậu ta đã có thể xác định tử vong ở đây không phải tử vong thật sự, vậy thì Phương Thiên hoàn toàn có thể vứt bỏ băn khoăn để huấn luyện kỹ năng trong này luôn rồi. Phương Thiên thoát khỏi trò chơi, lập tức được La Kiến Vũ chạy tới bá vai khen lấy khen để. Nhưng mà Thiên Thiến thì không vui lắm, và cả La Vũ cũng thế. Rõ ràng ở đòn tấn công cuối cùng Phương Thiên hoàn toàn có thể chiến thắng rồi, vậy mà cậu ta lại khựng lại để La Vũ ra đòn thành công. Với cái vấn đề này, Phương Thiên chỉ có thể nở một nụ cười thật tươi rồi lấy lý do là không quen lối chơi này thôi chứ biết nói gì giờ. Trên đường trở về nhà, Thiên Thiến khen ngợi Phương Thiên rất là tài năng trong cái trò chơi hoang kia đó nha. Nhưng mà Thiên Thiến quên mất một điều thì phải, đó là ba của cô đang đợi hai người ở nhà nãy tới giờ đó. Đối diện với câu hỏi của ba chất vấn xem là đã đưa Phương Thiên đi đâu, Thiên Thiến cũng không thể nói là đưa cậu bạn đi chơi net được, đành phải nói dối là đi lượn lờ thăm thú xung quanh thôi. Đương nhiên cũng không hỏi sâu về vấn đề này. Sau khi Thiên Thiến trốn về phòng trước thì ông chú dặn Phương Thiên chuẩn bị một chút để lát nữa tới bệnh viện. Phương Thiên lú lú cái đầu á, cậu ta hoàn toàn không có bệnh thì mắc gì phải đi tới bệnh viện làm gì. Cái này cũng là vì đương nhiên lo lắng cho cháu mình thôi, ông ta lo cậu có thể bị vấn đề về tâm lý.
Phương Thiên cũng có thể cảm giác được rằng sự quan tâm của Đường Nhiên là thật lòng đó. Cậu ta thất thần một chút, sau đó thử hỏi thăm Đường Nhiên xem ba của cậu là người như thế nào. Đường Nhiên là bạn với ba của Phương Thiên mấy chục năm rồi, ông chú chỉ có thể khẳng định ba của cậu ta là một người rất tốt. Nhưng sau đó thì ông ta lập tức đánh trống lảng sang chuyện khác, nói rằng bản thân đã đăng ký nhập học cho Phương Thiên rồi, để cậu ta đi học cùng Thiến Thiến luôn. Phương Thiên nhạy cảm tập trung về việc Đường Nhiên né tránh việc nói về ba cậu ta. Trước đây khi ở thế giới trong game, cậu ta cũng đã hỏi sư phụ các của mình về ba, nhưng cũng không thu được kết quả gì. Hồi lâu sau, Đường Nhiên dẫn Phương Thiên tới gặp bác sĩ tâm lý, dặn dò rằng có ông ta ở đây rồi cậu không cần phải rén, sau đó để một mình Phương Thiên vào trong phòng. Bên trong phòng chỉ có một ông anh trông khá là cao to, tự giới thiệu là Liêu Bất Phàm, là bác sĩ tâm lý cho Phương Thiên. Cái ông bác sĩ này vừa nói chuyện vừa lần mò vòng ra sau lưng Phương Thiên, sau đó muốn dùng cây bút trong tay tập kích cậu ta. Thế nhưng Phương Thiên đã cảnh giác từ trước rồi. Cậu ta cúi người né tránh cái bút đâm tới, sau đó lập tức phản đòn rồi đè gã bác sĩ kia vào tường. Lúc này gã bác sĩ lại nói rằng Phương Thiên đã thông qua bài kiểm tra rồi, sau đó để lộ diện mạo thật chính là Hubbard. Hubbard cũng có chút bất ngờ đấy, đồ chơi cải trang mặt nạ nguyên rủa của ổng cũng có cấp độ không hề thấp đâu, chẳng hiểu sao nhóc Phương Thiên này vẫn bắt bài được. Quả thật là Phương Thiên không nhận ra giao diện thực của Hubbard, nhưng cậu ta lại để ý tới cách ăn mặc thời trang phang thời tiết của ông chú, thế nên đã sớm phòng bị rồi. Hubbard miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của Phương Thiên, sau đó hỏi thăm tình hình của cậu ta xem như nào rồi. Phương Thiên không vội nói về vấn đề này, mà cậu ta muốn được giải đáp thắc mắc về cái trò chơi trước. Hubbard giải thích rằng có hai cách để tiến vào hoan. Cách đầu tiên chính là đưa cả thực thể vào bên trong thế giới trò chơi, như cách Phương Thiên đã ở lại đó suốt 12 năm trời. Cách còn lại chính là thông qua kính thực tế ảo đưa ý thức tiến vào bên trong. Nhiệm vụ của Phương Thiên tiếp theo là dùng kính thực tế ảo để tiếp tục khám phá về trò chơi và đặc biệt không được để người khác biết cách đăng nhập trò chơi bằng thực thể. Cùng lúc này ở bên ngoài, Đường Nhiên nhận được điện thoại. Có thông báo tới rằng khu 3 của Hoan đã bị tập kích và có một thứ gọi là bóng đen xuất hiện. Hubbard đổi lại giao diện thành bác sĩ tâm lý Liêu Bất Phàm đưa theo Phương Thiên tiến ra bên ngoài. Đương nhiên lập tức dặn dò cấp dưới sẽ quay về sau đó cúp máy. Tay bác sĩ Liêu này tổng kết Phương Thiên có chút vấn đề về tâm lý, về sau cứ một tuần một lần mang qua cho ổng kiểm tra cho chắc. Bên cạnh đó, tay bác sĩ này cũng trực tiếp gợi ý nên để Phương Thiên chơi game nhiều một chút sẽ có lợi cho việc phục hồi hơn. Bác sĩ tâm lý này nó lạ lắm. Được cái là Đường Nhiên tin ông bác sĩ này sái cổ, ngay trong ngày bê về nhà một đôi kính thực tế ảo luôn. Thiên Thiến nhìn thấy ba mình bê đồ về mà mặt mày hớn hở thấy luôn cả ánh sao trong mắt luôn á, ba cô mang về một đôi kính thực tế ảo bản mới nhất luôn đó. Đường Nhiên dặn dò sắp tới ổng phải đi công tác một thời gian, vậy nên Thiên Thiến cần chăm sóc của Phương Thiên nhiều chút. Cụ thể ở đây là có chơi game thì gọi bạn chơi với, đừng có mà chơi lỉm một mình. Cái này thì không thành vấn đề. Thiên Thiến vội vàng gọi theo Phương Thiên lập tức đi cài đặt trang bị để vào game ngay và luôn. Cô cũng hỏi dò xem với biểu hiện bá đạo trên từng hạt gạo của Phương Thiên thì cậu ta đã cấp mấy rồi. Nhưng Phương Thiên nói rằng cậu ta mới chỉ tiếp xúc được một ít với trò chơi này khi còn bé mà thôi. Thiên Thiến không tin được, lúc ở quán net Phương Thiên thể hiện ra kỹ năng rất chi là thượng thừa cơ mà. Khi nghe Phương Thiên đổ cho lý do là bản năng, Thiên Thiến như thể đã nhìn thấy được một thiên tài trời sinh cho trò chơi này rồi đây. Sau khi cài đặt thiết bị xong xuôi, Thiên Thiến dặn dò Phương Thiên hãy gặp cô ở thôn Tân Thủ, từ đó cô sẽ kéo cậu mau chóng tăng cấp. Sau khi tiến vào thế giới trò chơi, Phương Thiên được đưa ra lựa chọn xem là tham gia chế độ mạo hiểm giả cày cấp hay là muốn oánh solo. Tất nhiên là cậu ta phải chọn chế độ mạo hiểm giả rồi, và hệ thống đang có gợi ý xem Phương Thiên có muốn lưu giữ lại thông tin vốn có trong trò chơi của mình hay không. Dường như quãng thời gian hơn chục năm sống trong thế giới trò chơi của Phương Thiên cũng được hệ thống tự động lưu lại. Cậu ta làm theo ý của ông chú Hubbard, quyết định xóa toàn bộ lịch sử cày lại từ đầu. Phương Thiên khởi tạo nhân vật mới thì vẫn cứ để tên là Phương Thiên thôi, sau đó cậu ta được dịch chuyển tới thôn Tân Thủ. Phương Thiên nhìn quanh một vòng thì nhận ra ngoại trừ việc chỗ này hơi thưa thớt một chút, còn lại không khác gì so với nơi cậu từng sống trước đây. Thuộc tính của cậu ta đã được reset về mức Tân Thủ, nhưng kỹ năng cậu ta từng học được thì vẫn ở nguyên đó. Lúc này một thân ảnh xuất hiện phía sau vỗ vai Phương Thiên khiến cậu ta giật bắn mình. Rõ ràng là Thiên Thiến, nhưng mà cô ta nhát ma Phương Thiên làm cái gì thế không biết nữa. Thiên Thiến gửi lời mời tổ đội với Phương Thiên, sau đó tung tăng kéo cậu ta đi farm quái cày cấp. Hai người bọn họ cùng nhau đi tới cánh rừng bên ngoài thôn Tân Thủ, ngay lập tức có một bầy quái vật nhìn kỳ quái vãi bíp nhảy sổ lên muốn tập kích bọn họ. Nhưng mà Thiên Thiến làm gì có chuyện để cho đám quái con này tác oai tác quái được cơ chứ. Cô chỉ cần vung nhẹ cái trượng phép của mình là đã có thể đánh cho đám quái vật tan tành xác pháo. Cũng đúng thôi, tại cô là cấp cao xuống thôn Tân Thủ smurf mà. Phương Thiên thăng cấp phát một luôn, thu được 3 điểm phân phối, nhưng mà điểm phân phối là cái quần què gì? Thiên Thiến giải thích rằng mỗi người chơi đều có chỉ số cơ bản,
và khởi đầu sẽ là mỗi chỉ số có điểm, mỗi lần tăng level sẽ có 3 điểm thuộc tính để phân phối. 4 chỉ số cơ bản là sức mạnh quyết định lực tấn công và phòng ngự, nhanh nhẹn ảnh hưởng tới tỷ lệ bạo kích, tỷ lệ né tránh và hệ số bạo kích, thể lực quyết định mức HP và khả năng hồi máu, còn trí lực quyết định mức mana và tốc độ hồi phục mana. Cũng có nhiều cách khác để tăng chỉ số như trang bị đi kèm hay kỹ năng. Nhưng mà khoan, điểm chỉ số khởi đầu của cậu ta đã vượt qua 5 điểm rồi. Thiên Thiến dự định sẽ kéo cho Phương Thiên lên cấp 10 luôn, sau đó cậu ta có thể lựa chọn class nhân vật và chuyển chức rồi. Phương Thiên kẹt trong thế giới game cả chục năm trời cũng chỉ học được 2 kỹ năng của sát thủ mà thôi. Thế nhưng theo lời Thiên Thiến đang miêu tả, vậy thì cậu ta có thể học được toàn bộ hệ thống kỹ năng của thích khách rồi. Trong lúc Thiên Thiến đang hỗ trợ Phương Thiên bem quái, thì có tin nhắn rơi vào đầu Thiên Thiến. Là La Kiến Vũ nhắn tin tới, cậu ta sắp toang tới nơi rồi. Thiên Thiến phải xin lỗi Phương Thiên rồi, tầm này anh em đang gọi đánh phó bản không từ chối được. Phương Thiên chỉ cần cày đến cấp 10 là có thể đi làm nhiệm vụ chuyển chức rồi, chỉ cần đáp ứng một chút điều kiện về thuộc tính và kim tệ là được. Cái này đối với Phương Thiên cũng đơn giản thôi, bem quái một lúc thì cậu ta đã đạt tới cấp 7 rồi mà. Thiên Thiến suy nghĩ một hồi liền hướng dẫn Phương Thiên nên về Tân Thủ Thôn tìm chủ tiệm may để làm nhiệm vụ mở rộng túi đồ. Vật liệu rơi ra từ đám quái đánh được nãy giờ cũng đã đủ để Phương Thiên trả nhiệm vụ rồi. Không chỉ có thể mở rộng túi đồ mà còn có thể thu được một lượng kinh nghiệm nữa. Tính ra thì nhiệm vụ mở rộng túi đồ này chỉ tốn thời gian thôi chứ không khó. Được cái là nguyên liệu Phương Thiên đã cùng Thiên Thiến cày xong từ trước rồi thế nên cũng không cần lo việc tốn thời gian nữa. Thiên Thiến dặn Phương Thiên nhớ làm nhiệm vụ, rồi ngày mai cô sẽ quay lại kéo cậu tiếp. Sau khi Thiên Thiến rời đi, Phương Thiên còn ở lại bem quái thêm một lúc nữa. Mỗi tội là không có dao găm cầm thuận tay, thì ra là cậu ta thi triển kỹ năng hơi bị bất tiện. Phương Thiên quay trở về thôn Tân Thủ và tìm tới tiệm may như Thiên Thiến đã dặn. Phương Thiên đẩy cửa tiến vào sau đó đặt luôn nguyên vật liệu lên trên bàn, còn không thèm nhìn xem nội dung nhiệm vụ của ông chủ tiệm may là gì luôn. Ông chủ tiệm may cũng chỉ quan sát qua, sau khi xác nhận đã đủ đồ thì lập tức công nhận Phương Thiên đã hoàn thành nhiệm vụ. Mở thêm được một ô chứa đồ cũng không được bao nhiêu, quan trọng là Phương Thiên đã lên được tới level 8 rồi. Không biết là Phương Thiên nghĩ cái gì mà lại hỏi thăm ông chủ tiệm may có bán chủy thủ không, và cũng không hiểu ông già này tính xiên ai hay gì mà thực sự là có một thanh đó. Ông ném ra cho Phương Thiên một thanh chủy thủ cấp C cộng điểm chỉ số khá ổn, và nó thực sự làm thỏa mãn được Phương Thiên lúc này. Về phần nhiệm vụ để có thể sở hữu được cây chủy thủ này, thì Phương Thiên chỉ cần giúp ông chú này vận chuyển một phong thư mà thôi. Phần thưởng đi kèm còn được tặng 2.000 điểm kinh nghiệm nữa, chỉ cần hoàn thành nó thì Phương Thiên đã đủ điều kiện để lên đến cấp 10 rồi. Cùng lúc đó ở bên khu vực phó bản, nhóm của Thiên Thiến đang bem nhau với một con gấu siêu toa khổng lồ luôn. La Kiến Vũ nghe được Phương Thiên là Tân Thủ thì hỏi Thiên Thiến xem cô đã nhắc nhở cậu ta về chuyện nhiệm vụ truyền thuyết hay chưa. Là cái nhiệm vụ mà tiếp cận một tay thợ săn có thể bắn một mũi tên bay nửa cột máu ấy, đứa nào mà bị tên này bắn hẹo thì trong vòng 3 ngày không được đăng nhập luôn. Mà lại chỉ có Tân Thủ mới được nhận nhiệm vụ này, nên là đến hiện tại còn chưa có ai hoàn thành được đâu. Thiên Thiến cho rằng tỷ lệ nhiệm vụ kia xuất hiện cũng thấp vãi bíp ra, không thể nào có chuyện Phương Thiên đen đủi đến mức dính luôn quả nhiệm vụ đó đâu. Trong lúc nhóm Thiên Thiến săn thành công con gấu bự trà bá lửa kia, thì Phương Thiên cũng đã mang theo bức thư nhiệm vụ đi tới ngôi nhà trong rừng. Ngay khi cậu ta mở cửa nhìn vào trong nhà, thì một mũi tên vàng bay tới với tốc độ ánh sáng chuẩn bị tập kích thẳng vào mặt Phương Thiên. Mũi tên phá không bắn ra với một tốc độ sấm sét, còn may là thân thủ của Phương Thiên không tồi chút nào, vậy nên vẫn có thể trong thời khắc mấu chốt né được mũi tên kia. Ngay sau đó cậu ta không chút chần chừ tốc biến lùi về sau giữ khoảng cách an toàn. Mũi tên kia mới chỉ sượt nhẹ qua má của Phương Thiên thôi, thế nhưng nó cũng đã khiến cậu ta mất đi cả cột máu lớn rồi. Quả này không cảnh giác không được, Phương Thiên nghiêm túc truy hỏi kẻ vừa mới có ý định đơm mình là thằng quần què nào. Thế nhưng đối phương không trực tiếp trả lời câu hỏi của Phương Thiên, tay hắn ta vẫn đang lăm le cây cung đã gài sẵn tên. Và yêu cầu Phương Thiên hãy check thử xem bức thư mà cậu ta mang đến có nội dung gì. Phương Thiên cũng theo gợi ý mở lá thư kia ra, thì bên trong chỉ có lời nhắn nhủ của ông chủ tiệm may can rằng người đã đưa đến rồi. Bức thư không đầu không đuôi chẳng hiểu miệng gì cả, đại ý chắc là lão chủ tiệm may kia lừa Phương Thiên tự đi nộp chính mình rồi. Tên cung thủ kia muốn tiếp tục ra tay, hắn ta cùng lúc kéo căng 3 mũi tên sau đó xạ kích thẳng về phía Phương Thiên. Lúc này trước mắt Phương Thiên bất chợt hiện lên một loạt thông báo. Trước tên đó là nhiệm vụ đưa thư đã hoàn tất, cậu ta đã nhận được 2.000 điểm kinh nghiệm đủ để đạt tới cấp độ 10, có thể tiến hành chuyển chức rồi. Tiếp theo đó là một nhiệm vụ khác lòi ra, yêu cầu Phương Thiên thử đánh bại cái tên cung thủ có tên là Diên trước mắt. Về mặt giải thưởng thì chỉ có 3 cái dấu hỏi chấm to đùng thôi. Phần thưởng là gì còn chưa rõ, mà lại bắt Phương Thiên phải chiến đấu. Cái này khiến Phương Thiên hoàn toàn không phản ứng kịp. Thế nhưng mặc kệ cậu ta có phản ứng kịp hay không, thì 3 mũi tên của Diên cũng đã rời cung lao thẳng về phía Phương Thiên rồi. Ngay lập tức cậu ta thể hiện trình độ thân thủ phi phàm của mình, hoàn hảo né tránh được đòn liên xạ kia.
Tuy rằng xạ thuật của tên Gen này cũng gây phết, thế nhưng ở trong trạng thái game này Phương Thiên không phải lo lắng tới việc bản thân có thể bị bay màu thực sự. Vậy nên cậu ta vẫn có quyết tâm tập kích thử một phen. Nhìn Phương Thiên lao thẳng về phía mình, Gen nở một nụ cười tán thưởng sau đó lại giương cung lên. Nhưng khác với những lần trước, lần này hắn ta còn đặt thêm cả hiệu ứng bất lợi lên người Phương Thiên khiến giảm đi 35% nhanh nhẹn nữa. Gen tung ra một chiêu bạo liệt tiễn, mũi tên xuyên phá mang theo sức sát thương vô cùng khủng bố nhắm thẳng Phương Thiên mà lao tới. Lại một lần nữa trong giờ khắc nguy hiểm chí mạng, Phương Thiên lại kịp thời tránh né thành công đòn công kích kia. Nhìn khu vực phía sau nổ banh chành hết cả da, Phương Thiên lo lắng nếu bản thân còn bị tên Gen kia khóa chặt một lần nữa thì méo ổn chút nào. Đúng lúc này Gen lại dừng tay đưa ra đề nghị đình chiến, rồi ném cho Phương Thiên một chai thuốc nhỏ. Thứ đồ chơi này là dược phẩm hồi HP, uống tốt nhưng mà hơi rau mùi một chút. Gen mời Phương Thiên vào nhà và giải thích vừa rồi chỉ là một bài kiểm tra nhỏ để xác nhận trình độ của cậu ta mà thôi. Gen nói rằng anh ta biết được trong một động mỏ ngoài thôn Tân Thủ có mật đạo dẫn đến phòng nghiên cứu bí mật của một người tên Lavaji, một trong 7 đại vong linh pháp sư. Cái tên này Phương Thiên cũng từng được nghe tới trước đây, người đó vốn là một pháp sư vĩ đại, sau đó không hiểu vì cái quần què gì mà lại lựa chọn nương nhờ vào tử linh. Cô ta chuyên tạm giam các sinh vật đã hẹo, chắc là giam giữ linh hồn thôi chứ thân xác còn cái vẹo gì đâu mà giam với giữ. Phương Thiên có chút tò mò, với thực lực của Gen không việc gì phải xoắn, chỉ là một phòng nghiên cứu thôi thì có gì đâu mà không vào được chứ. Rõ ràng là có thứ khiến Gen phải xoắn, đó chính là có một con tiếu nguyệt bạch lang boss cấp tinh anh vẫn luôn canh giữ ở cửa động. Gen hy vọng Phương Thiên có thể gia nhập tổ đội dẫn dụ sự chú ý của con sói trắng kia để anh ta có cơ hội thuận lợi làm thịt con hàng này. Giúp thì giúp, nhưng giúp thì phải được húp nói thẳng con miệng nó thế cho nhanh. Phương Thiên muốn biết bản thân có thể kiếm trác được gì từ nhiệm vụ này. Gen nói rằng nếu chỗ đó thực sự là phòng nghiên cứu, thì bọn họ có thể kiếm được rất nhiều đồ tốt đấy nha. Nếu như thần may mắn gõ cửa, còn có thể tìm được sổ ghi chép nữa thì đúng là hốt bạc, lại kiếm được mấy cái kỹ năng đặc biệt ấy chứ. Phương Thiên nghe thì cũng thấy bùi tai rồi đấy, thế nhưng cậu ta vẫn cần đảm bảo thêm, lỡ như cái phòng thí nghiệm bí mật đó chẳng có cái quái gì thì thế nào. Gen tuyên bố chỉ cần Phương Thiên tham gia, nếu như không có thu hoạch gì thì có thể yêu cầu anh ta làm một chuyện trong khả năng thực hiện coi như thủ lao. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhiệm vụ này chỉ dành cho người chơi cấp 10 và chưa chuyển chức mới làm được. Nếu Phương Thiên lên cấp 11 hay chuyển chức rồi thì coi như bỏ. Phương Thiên ngại gì mà không tiếp nhận cơ chứ. Mỗi tội là khi tiếp nhận thì chi tiết nhiệm vụ mới được thông báo. Nó là một nhiệm vụ đẳng cấp S đó. Mới tân thủ mà đã phải làm nhiệm vụ cấp S liệu Phương Thiên có đỡ nổi không đây? Trong đêm, Phương Thiên và Gen cùng tìm đến vị trí của con khiếu nguyệt bạch lang kia. Từ xa Phương Thiên đã có thể cảm nhận được khí tức của con hàng này không hề bình thường chút nào. Chắc chắn nó không phải là một boss cấp tinh anh thông thường rồi. Gen khẳng định điều này là chính xác, anh ta đã rình mò ở đây 20 năm rồi, đã chứng kiến cái con hàng trước mắt mạnh lên từng ngày đó. Có thể là do ảnh hưởng của khí tức vong linh bên trong khu mỏ tỏa ra, dẫn tới khiếu nguyệt bạch lang xuất hiện một số biến dị. Phương Thiên âm thầm tính toán một chút, thông thường cấp độ nhiệm vụ và phần thưởng nhận được khi hoàn thành sẽ có sự tương quan lẫn nhau. Trước đây khi cậu ta sinh tồn trong game hoa này, nhiệm vụ cậu ta nhận được nhiều nhất cũng chỉ có cấp B mà thôi, nhiệm vụ cấp A đã rất hiếm gặp rồi. Lần này nhiệm vụ Phương Thiên tiếp nhận là cấp S, như vậy thì phần thưởng thu được chắc chắn sẽ vô cùng hậu hĩnh. Nhiệm vụ hứa hẹn có phần thưởng hoành tráng như vậy thì Gen vẫn luôn nán lại ở đây cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cũng là điều dễ hiểu. Phương Thiên tính toán chỉ cần kiếm được thứ dẫn tới sự biến dị của khiếu nguyệt bạch lang thôi là chuyến đi mạo hiểm này đã ca kiếm lắm rồi. Gen nhắc nhở Phương Thiên nhớ thu hút sự chú ý của con sói kia, còn anh ta đảm bảo uy tín sẽ làm gỏi con hàng này. Nói xong Gen vào việc luôn, bắn một mũi tên về phía khiếu nguyệt bạch lang, nhưng con này tỉnh lắm, né cái nhẹ luôn. Ngay sau đó, khiếu nguyệt bạch lang đứng thẳng lên hú một tiếng gọi mấy đứa đàn em tới. Phương Thiên lao ra chém bạo kích một con sói xám, nhưng con còn lại đã kịp vồ tới ngoạm vào vai cậu ta rồi. Gen hơi bị chậm tay đấy nhé, đồng đội bị úp sọt xong rồi mới bắn yểm trợ, như này là không ổn rồi. Khiếu nguyệt bạch lang thấy hai con đệ của mình bị làm gỏi thì đích thân ra trận. Nó tung người nhảy xuống, sau đó phòng ra sát ý khóa 35% độ nhanh nhẹn của Phương Thiên lại. Cậu ta cũng đã cảm thấy mé ổn rồi, lập tức tung người nhảy lên tấn công muốn tốc chiến tốc thắng. Thế nhưng con hàng kia nhanh lắm, nó dễ dàng né tránh được công kích của Phương Thiên sau đó vồ chân trước của mình xuống. Phương Thiên đã chống đỡ được đòn công kích này, thế nhưng với sức ép mạnh mẽ của con hàng sói trắng kia thì cậu ta cũng không thể chống cự được quá lâu đâu. Khiếu nguyệt bạch lang gào mồm giống lớn một tiếng, sau đó thò cái mõm siêu toa khổng lồ xuống muốn cạp đầu Phương Thiên luôn. Động tác này khiến sức ép bộ vuốt của nó lên Phương Thiên giảm đi đáng kể, khiến cậu ta có không gian để kịp thời nhảy lùi về sau tránh né. Ngay sau đó Phương Thiên lấy đà phi thân cưỡi lên đầu khiếu nguyệt bạch lang, sau đó xiên thẳng con dao găm trong tay vào đầu con hàng khó nhằn này. Một đòn này thành công chọc giận khiếu nguyệt ngân lang, khiến nó trở nên cuồng bạo hơn hẳn.
Con hàng này canh lúc Phương Thiên còn đang rơi tự do trên không trung không có chỗ nào tránh né, ngoạc mồm ra cắn ngang người Phương Thiên luôn. Khiếu Nguyệt Bạch Lang giằng xé Phương Thiên một hồi, sau đó mới quăng cậu ta ra xa đập nát cả tảng đá to lớn phía sau. Bởi vì bị con hàng kia giằng xé trong một trận mà bị tổn thương đến mức máu gần cạn đáy, hơn nữa còn bị giảm tốc độ di chuyển 70% nữa. Đến tận lúc này rồi mà Jin vẫn chưa ra tay, Phương Thiên cho rằng chắc là thanh niên kia vẫn chưa tìm được cơ hội một chiêu làm thịt Bạch Lang hay sao đó. Phương Thiên cố gắng gượng dậy một lần nữa, tiếp tục đối mặt với Khiếu Nguyệt Ngân Lang đang bổ nhào tới. Phương Thiên tính toán với lượng máu còn lại cũng chẳng thể câu kéo thêm được bao nhiêu thời gian nữa, vậy nên chỉ có thể đánh liều làm một trận khô máu thôi. Cậu ta lấy đà lao thẳng về phía Khiếu Nguyệt Bạch Lang, chuẩn bị cho đợt tấn công cuối cùng. Đúng lúc này ở trong rừng cây, một đòn xạ kích siêu khủng bố phá không bắn ra, xuyên thủng qua cơ thể của Phương Nguyên sau đó bắn bay đầu Khiếu Nguyệt Bạch Lang luôn. Một đòn chí mạng mà Diên tích tụ để bắn ra này đã miểu sát luôn con hàng kia và cũng tiễn luôn Phương Thiên lên bảng đếm số. Phương Thiên cũng không nghĩ tới việc Diên có chơi xỏ mình hay không, cậu ta chỉ cảm thấy như vậy là nhiệm vụ đã thành công mỹ mãn rồi. Sau khi bị đá ra bên ngoài không gian đăng nhập, Phương Thiên nhận được thông báo rằng cậu ta bị phạt trong vòng 3 ngày không thể đăng nhập vào trò chơi. Quả nhiên là nhiệm vụ cấp S không dễ hoàn thành như vậy. Cậu ta chỉ hy vọng rằng sau 3 ngày nữa khi đăng nhập vào game thì Jin có thể tuân thủ lời hứa chia chác phần thưởng cho mình. Khi Phương Thiên hoàn toàn thoát khỏi trò chơi và đi ra ngoài phòng khách cũng là lúc Thiên Thiến đang tiễn ba mình đi làm nhiệm vụ. Phương Thiên nhạy cảm để ý tới chuyện này ngay, rất có thể nó sẽ liên quan tới kế hoạch mà Harper đã nói với cậu. Nhưng trước hết không cần lo chuyện đó, Phương Thiên cần chuẩn bị để nhập học cái đã. Phương Thiên được sắp xếp vào cùng lớp với Thiên Thiến luôn và còn ngồi ngay sau La Kiến Vũ nữa. La Kiến Vũ lập tức hỏi thăm xem Phương Thiên đã cày tới đâu rồi. Phương Thiên cũng đã cày được mấy đâu, hẹo ngay lúc lên cấp 10 thì làm ăn gì. La Kiến Vũ liền đoán ngay đó là Phương Thiên đã nhận cái nhiệm vụ gửi thư quần què gì đó, mà còn chưa có ai làm nổi cái nhiệm vụ này đâu. Phương Thiên cũng nói thật là bản thân chưa có hoàn thành, mới chỉ đến cái đoạn cậu ta làm mồi nhử cho Diên làm thịt cái con Bạch Lang thôi, nhưng như thế cũng đủ khiến La Kiến Vũ trố mắt ngạc nhiên rồi. La Kiến Vũ nói suốt 20 năm nay không biết bao nhiêu người đã khởi động cái nhiệm vụ ẩn kia rồi, thế nhưng toàn là bị Jin làm gỏi ngay từ giai đoạn thử thách. Phương Thiên cũng chưa mừng vội, cậu ta cảm thấy phía sau đó còn một tuyến nhiệm vụ dài dằng dặc phía sau nữa cơ. La Kiến Vũ nào có quan tâm nhiệm vụ nó là như nào, cậu ta chỉ quan tâm chắc chắn là phần thưởng nhiệm vụ vô cùng hậu hĩnh rồi. Tay to có thể làm được nhiệm vụ đặc biệt như Phương Thiên cậu ta không nhận làm sư phụ vội lại phí quá. Phương Thiên thì tuyệt đối không muốn cái tên này bám lấy mình đâu, quá mức phiền phức luôn á. Còn may là lúc này Thiên Thiến xuất hiện như một vị thần cứu nguy cho Phương Thiên. Cô nói rằng tiết sau đó là hoạt động câu lạc bộ, nhưng mà Phương Thiên mới tới thì nào đã tham gia câu lạc bộ nào, thế nên là có muốn cô đưa đi dạo vòng quanh tham quan hay không. La Kiến Vũ cảm thấy làm thế làm gì cho nó mất thời gian, Phương Thiên chắc chắn phải gia nhập câu lạc bộ esports rồi không phải nghĩ. Trong trường cũng không thiếu các thể loại câu lạc bộ nghệ thuật đâu, nhưng với sức nóng hôi hổi của trò chơi thực tế ảo hoan hiện tại thì câu lạc bộ esports là vua của các câu lạc bộ rồi. Phương Thiên cảm thấy tiếp cận câu lạc bộ này cũng phù hợp với nhiệm vụ của cậu ta, vậy nên là nhận lời luôn chứ. Đáng tiếc là khi nhóm Phương Thiên tìm tới nơi thì câu lạc bộ lại đang đóng cửa mới kỳ. Cùng lúc đó ở một gốc cây khuất phía xa, có đôi nam nữ đang đứng phía đó chỉ trỏ về phía nhóm Phương Thiên. Cô nàng phó chủ nhiệm câu lạc bộ nổi hứng tò mò về Phương Thiên, người đã kích hoạt chế độ tự do trong trận bem nhau giao hữu lúc trước. Cô nàng Tần Nguyệt này cảm thấy hứng thú với Phương Thiên rồi đây. Về phần Thiên Thiến thì theo như lời La Vũ nhận xét cũng là cao thủ trong danh thường, chỉ cần tôi luyện thêm là cũng rất gì và này nọ đấy. Tần Nguyệt lập tức giao toàn quyền tuyển đợt thành viên mới của câu lạc bộ esports cho La Vũ thầu, còn riêng phần Phương Thiên thì cô sẽ đích thân xem xét cho kỹ. Chiều hôm đó, khi Phương Thiên và Thiên Thiến cùng nhau về nhà, cô nàng liền hỏi thăm Phương Thiên đã hoàn thành chuyển chức trong game hay chưa. Cái này thì Phương Thiên chịu, hôm qua cậu ta đang quẩy hăng thì hẹo mất rồi. Thiên Thiến cũng không hỏi quá kỹ rốt cuộc là Phương Thiên làm cái nhiệm vụ gì mà hẹo được, cô chỉ cảm thấy tương đối hợp lý. Cô vừa mới nhận một nhiệm vụ trong 2 ngày tới không thể nào đồng hành cùng Phương Thiên được. Vậy cho nên là trong lúc này Phương Thiên chịu khó đợi vào lại game sau đó đi chuyển chức trước đi. Thiên Thiến gợi ý Phương Thiên có thể đi tham khảo diễn đàn thảo luận về trò chơi, ở đó cậu ta có thể cập nhật thêm rất nhiều kiến thức cơ bản có ích cho cậu ta. Phương Thiên tiến vào game kiểm tra xem có thể vào được game hay không, nhưng rõ ràng là không được rồi. Mà không thể quẩy game được thì Phương Thiên đành nghe theo chỉ dẫn của Thiên Thiến đi thăm thú diễn đàn thảo luận xem có gì hot hay không vậy. Phương Thiên truy cập vào diễn đàn của tựa game Hoan cũng kiếm được kha khá thông tin hay ho đấy. Vào cuối năm đầu tiên mà tựa game này ra mắt đã xuất hiện một bung siêu toa khổng lồ. Nó đã khiến người chơi tìm ra được lỗ hổng để đăng nhập vào thế giới của Hoan và mang vật phẩm bên trong game ra bên ngoài thế giới thực. Và cũng bởi lẽ đó mà một con boss cấp 30 trong game, ma bọ cạp đã thông qua phương thức này tiến vào thế giới thực.
ma bọ cạp đến chơi nhà tặng quà hậu hĩnh lắm cơ, trong phút chốc đã phá hủy luôn một thị trấn nhỏ. Điều này đã đem đến sự quan tâm và hoảng loạn của toàn thế giới. Sau khi liên hợp làm thịt được cái con côn trùng bự trà bá lửa kia, chính phủ công bố pháp lệnh sử dụng phương thức đặc biệt để tiến vào trò chơi là hành động phi pháp, láo nháo là cho đi ngắm gà khỏa thân luôn. Đồng thời, chính phủ khởi động kế hoạch bươm bướm, lựa chọn những tay to có thiên phú gia nhập trò chơi. Nhiệm vụ của bọn họ là ngăn chặn toàn bộ những mối nguy hại có thể tiến vào thế giới thực của con người. Phương Thiên âm thầm suy đoán mục tiêu chính của kế hoạch bươm bướm chắc chắn là nhắm vào các NPC trong trò chơi và rất có khả năng ông chú đương nhiên của cậu cũng là một nhân viên trong kế hoạch bươm bướm. Những ngày tiếp theo đó, Phương Thiên vẫn tiếp tục đi học và tương tác cùng những bạn học khác một cách bình thường. Cho tới 3 ngày sau, thời gian phạt treo giò của cậu ta đã hết, Phương Thiên có thể tiến vào trong thế giới Hoan một lần nữa. Phương Thiên đăng nhập trò chơi lập tức xuất hiện ở cửa vào khu hầm mỏ và Jane vẫn luôn ở đây đợi cậu ta quay trở lại. Phương Thiên vào thẳng vấn đề luôn, rõ ràng lúc trước cậu ta không chỉ là thu hút sự chú ý của Bạch Lang mà còn trở thành bia ngắm cho Jane tích tụ năng lượng, phát động công kích thẳng lên người cậu ta. Jane cũng không phủ nhận chuyện này, bởi đó là đặc thù kỹ năng của anh ta, chỉ có làm như vậy thì cái con chó lớn kia mới không hoảng loạn mà chạy trốn mất. Jane cũng nghĩa khí đưa ra vật phẩm bồi thường cho Phương Thiên. Nó là nanh của khiếu nguyệt Bạch Lang, có thể dùng làm nguyên liệu chế tạo đồ cấp C+. Tiếp theo hai người sẽ tiến vào trong hầm mỏ và Phương Thiên chủ động đảm nhiệm vị trí tiên phong dò đường. Bên trong đường hầm để lại cơ số dấu vết cho thấy đã có người mò tới đây từ trước, hai người đi thẳng một mạch tới tận cuối đường hầm. Ở cuối con đường có một cánh cửa đá khổng lồ, ngăn cản khí tức vong linh ở bên kia đường hầm. Jane nói rằng vong linh pháp sư Lavergy kia cũng là bán tinh linh như anh ta, vậy nên anh ta có thể hiểu được phong ấn trên cánh cửa và thử tìm cách phá giải nó. Đúng lúc này, vô số chiến binh Skorton đội đất sống lại, úp sọt nhóm Phương Thiên vào giữa. Phương Thiên cầm chắc dao găm lướt tới, mặc dù nó không phải katana nhưng mà thi triển tuyệt kỹ Alpha thì vẫn cứ là thoải mái. Sau khi gặt cỏ vài tên Skorton làm nóng người, cậu ta đã hiểu được tại sao cả một đường vào hang động không có dấu hiệu tập kích gì, hóa ra là toàn bộ đều dồn hết về cửa cuối này. Cùng lúc đó, Jane vẫn chăm chú niệm cổ ngữ, cố gắng mở ra phong ấn của cánh cổng. Thế nhưng một nguồn năng lượng mạnh mẽ bất chợt bùng phát đã đẩy lùi Jane ra xa. Phương Thiên cố gắng bảo vệ Jane tốt nhất có thể và muốn được biết là anh ta có giải được phong ấn hay không, chốt lại một câu xem nào. Jane phải công nhận là cái phong ấn kia khoai vãi bíp. Mà theo anh ta phán đoán thì phía sau cánh cửa này còn cất giấu một sinh vật vong linh cấp 3, oán linh nữa. Kèo này càng lúc càng khoai, oán linh là cái loại mặt hàng miễn nhiễm công kích vật lý. Thêm nữa hiện tại chỉ số của Phương Thiên và Jane đều đang bị khí tức vong linh đặt debuff giảm đi phần nào rồi, lại thêm cái tên hài cốt này không ngừng sống lại nữa khiến Phương Thiên thấy phiền vãi. Jane bắn yểm trợ giải vây cho Phương Thiên, sau đó đề nghị tạm rút lui để nghiên cứu cách phá giải phong ấn trước đã rồi quay lại. Đám xì ke mai thúy kia cũng không lùa theo nhóm Phương Thiên, có vẻ như chúng chỉ hoạt động xung quanh cánh cửa bị phong ấn kia thôi. Quanh thôn tân thủ không có người có thể giải được phong ấn kia, thế nên là Phương Thiên thử hỏi thăm Thiến Thiến xem sao. Thiến Thiến khẳng định phong ấn kia cao tới cấp 6, nghe chừng chỉ có nhờ tay to trên diễn đàn giải hộ, mà còn phải xác định tinh thần mất một khoản tiền lớn nữa. Jane khi biết được vấn đề mấu chốt ở đây là cần đủ tiền để thuê người, thì anh ta chẳng lo lắm. Bên trong hang động mọc rất nhiều dược thảo, và chúng đều là hàng xịn đấy. Tử hồn thảo mọc trong hang động này là nguyên liệu cần thiết để điều chế dược phẩm chữa thương do oán linh gây ra, giá thị trường rất cao. Tuy nhiên thì không có công cụ thu thập đặc thù và kỹ năng thì không vật lung tung được. Kỹ năng thì Phương Thiên có, chỉ là không biết có dùng được không thôi. Jane lại có liềm gặt ở đây, thế là Phương Thiên có thể thi triển thân thủ rồi. Sau khi thu thập được kha khá, Jane nhận việc điều chế dược phẩm, trong lúc đó Phương Thiên sẽ tìm cách phá giải phong ấn kia. Ở một bên khác, một cô nàng xinh xẻo tên Lạc Lạc vừa mới kết thúc gấp live stream của mình vì hội trưởng của cô muốn cô ra mặt hốt một lô hàng VIP. Mà cái lô hàng VIP kia chính là tử hồn thảo chứ còn cái gì nữa. Chứng tỏ cái thứ hoa tim tím kia có sức hấp dẫn bất ngờ đấy nha. Phương Thiên đến lớp như thường lệ, ngay lập tức được La Kiến Vũ hỏi thăm xem tình hình làm nhiệm vụ huyền thoại của Phương Thiên như thế nào rồi. Phương Thiên cũng thành thật chia sẻ về cái vụ trận pháp kia và đang tìm người phá trận pháp trên diễn đàn đó. La Kiến Vũ lập tức đưa máy tính bảng của mình cho Phương Thiên mượn, nó có thể liên kết với diễn đàn trò chơi Hoan để Phương Thiên check thử xem là tình hình bài đăng của cậu ta như nào rồi. Cái bot về tìm người hóa giải phong ấn thì chẳng thấy ma nào, toàn thấy comment kéo bài lên xu hướng hộ chủ tút thôi. Nhưng mà ở một bot khác, bài đăng về tử hồn thảo thì hằng hà sa số câu trả lời luôn á. La Kiến Vũ còn đang đàm tiếu tào lao rằng chủ bài viết tử hồn thảo kia sắp phát tài tới nơi rồi. Thì một giây sau cậu ta mới giật mình nhớ ra là Phương Thiên đang check bài đó mà. Vậy tức là cái người sắp phát tài chính là cậu ta chứ còn ai trồng khoai đất này nữa. Vô số người đang tràn vào bài đăng bán tử hồn thảo của Phương Thiên ngỏ ý mua với giá cực cao. Trong số đó nổi bật nhất chính là comment của Lạc Lạc,
đại diện của công hội tinh thần ngỏ ý muốn trao đổi kỹ thông tin với Phương Thiên về tử hồn thảo. La Kiến Vũ thấy idol xuất hiện trong bài đăng của Phương Thiên mà náo loạn hết cả lên, cậu ta có thể khẳng định đây chính là tài khoản thật của cô nàng kia đó. Phương Thiên thấy La Kiến Vũ khẳng định chắc nịch như thế thì cũng tin tưởng chút, quyết định tối về liên lạc thử xem như nào. Còn cái tên La Kiến Vũ kia thì cũng tranh thủ cơ hội lắm, lập tức nhờ Phương Thiên giúp cậu ta một chuyện có liên quan tới idol lạc lạc của cậu ta. Buổi tối sau khi về nhà, Thiên Thiến lập tức muốn mò vào game ngay và luôn, lại còn muốn Phương Thiên phục vụ cho cô bình nước hoa quả giải nhiệt nữa chứ. Phương Thiên sau khi mang nước cho cô bạn mình thì cũng tiến vào diễn đàn tìm tòi thêm chút thông tin đã. Ở bên phía Lạc Lạc, một cô gái khác đang ngồi ngay bên cạnh tỏ ra nghi ngờ về tài khoản mới lập của Phương Thiên lại có nguồn cung tử hồn thảo. Hiện tại đại phó bản cấp 60 đang kẹt cứng, mà tử hồn thảo chính là chìa khóa để qua cửa, vậy nên mặt hàng này vô cùng đáng giá cũng đúng thôi. Hơn nữa bên thẩm định của Lạc Lạc đã xác định hình ảnh tử hồn thảo kia không phải pha ke, hơn nữa chất lượng cũng rất cao, có thể tin tưởng được. Cùng lúc này thì Phương Thiên gửi lời mời kết bạn qua, trực tiếp hỏi thăm mức giá mà công hội tinh thần có thể bỏ ra để thu mua tử hồn thảo. Lạc Lạc không để ý tới việc Phương Thiên thẳng như ruột ngựa chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà chẳng thèm quan tâm tới một bóng hồng xinh đẹp như cô ta. Cô đã được hội trưởng giao nhiệm vụ phải thu phục được Phương Thiên vào công hội của bọn họ rồi, vậy nên cô nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lạc Lạc phản hồi Phương Thiên rằng chắc chắn vụ làm ăn này sẽ làm cậu ta hài lòng không cần phải sợ, mà lại công hội của cô cũng có hướng giải trận pháp mà Phương Thiên đang dò hỏi. Phương Thiên thấy Lạc Lạc đề nghị hợp tác thì thấy cấn cấn à nha, nhưng vẫn muốn hỏi kỹ xem như nào. Lạc Lạc đề nghị sau này Phương Thiên kiếm được đồ tốt nhớ ưu tiên công hội của cô. Đổi lại bản hóa giải trận pháp Lạc Lạc sẽ tặng luôn cho Phương Thiên để tỏ thành ý, còn về phần tử hồn thảo thì 15 triệu sang tên. Phương Thiên bắt đầu tính toán, 15 triệu với cậu ta là một con số không hề nhỏ đâu. Ở bên kia, cô em của Lạc Lạc cũng đang tò mò chị mình một pha thẳng tay chém nửa ngân sách mà hội trưởng đưa ra để mua tử hồn thảo, liệu có ổn hay không. Lạc Lạc lại vô cùng tự tin, trước hết là giá trị đưa ra cũng không thấp, lại còn là cơ hội để hợp tác với công hội tinh thần nữa thì chắc chắn là Phương Thiên sẽ động lòng thôi. Phương Thiên lại nghĩ tới lời nhờ vả nho nhỏ của La Kiến Vũ lúc trước, liền quyết định đồng ý với mức giá mà Lạc Lạc đưa ra, chỉ cần cô đồng ý một điều kiện nho nhỏ thôi. Phương Thiên đứng đợi ở cổng dịch chuyển của Tân Thủ Thôn, chờ đợi Lạc Lạc xuất hiện. Đối diện với giao diện như thiên thần khi Lạc Lạc xuất hiện, mặt Phương Thiên vãn lạnh tanh chẳng tỏ chút thái độ khác thường nào cả. Lạc Lạc thì vô cùng ngạc nhiên khi gặp Phương Thiên, bởi cậu ta chỉ là một tài khoản Tân Thủ cấp 10 thôi. Cô nghi ngờ đây là Phương Thiên tạo account để che giấu thân phận thực sự. Tuy là có lấn cấn một chút nhưng Lạc Lạc vẫn giữ thái độ thiện chí nhất có thể tiến lại gần thông báo tiền cô đã mang đến đủ và muốn làm quen với Phương Thiên trước đã rồi vào việc sau. Lạc Lạc còn đưa tay ra muốn bắt tay với Phương Thiên nữa, nhưng mà cậu ta chê. Chả là trước đó Phương Thiên muốn xin một bức ảnh có chữ ký của Lạc Lạc nữa, khiến cô tưởng nhầm rằng cậu ta là fan của mình. Lạc Lạc quê cả cục luôn đấy, nhưng mà cố làm ra vẻ trấn tĩnh bắt đầu giao dịch. Sau khi tiếp nhận được số vàng giao dịch, hệ thống ngay lập tức nhắc nhở Phương Thiên cất tiền cho cẩn thận, kẻo bị đứa nào để ý tới là toang đó. Ngoài ra thì Phương Thiên còn nhận được một tấm giấy phá giải phong ấn nữa, chỉ cần cậu ta sử dụng nó ở gần khu vực phong ấn là được. Lạc Lạc ngỏ lời muốn mời Phương Thiên qua công hội của cô đi dạo chút. Nhưng mà Phương Thiên nhớ rõ lời chú Harbert dặn dò tránh xa gái sinh ra, thế là cậu ta lấy cớ đi làm nhiệm vụ mà đánh bài chuồn thẳng. Còn về phần ảnh với chữ ký thì lát nữa bạn học của Phương Thiên sẽ qua lấy nhé, chứ cậu ta có phải fan của Lạc Lạc đâu mà lấy làm gì. Phương Thiên bỏ qua Lạc Lạc mà tiến thẳng về phía động mỏ lúc trước. Jen đã đợi sẵn ở đây với vài bình chế dược anh ta luyện ra, chỉ cần bôi nó lên binh khí là có thể xử lý triệt để vong linh rồi. Jen nhận ra có kẻ bám đuôi phía sau, mà Phương Thiên cũng biết rõ đối phương chính là Lạc Lạc, thế nhưng cậu ta mặc kệ không thèm để ý luôn. Lạc Lạc bên này cũng nhận ra Jen là NPC của nhiệm vụ truyền thuyết, liền quyết định phải bám theo nhóm Phương Thiên hóng hớt cho bằng được. Phương Thiên và Jen nhanh chóng xử lý đám xì ke mai thúy trong hang động để tập trung đối phó với phong ấn trên cánh cửa phía sau. Phương Thiên muốn kích hoạt tấm giấy phá phong ấn kia, nhưng khổ nỗi tinh thần lực của cậu ta không đủ. Hết cách rồi, Phương Thiên và Jen buộc phải ép Lạc Lạc ra mặt để hỗ trợ thôi. Lạc Lạc nghe nhóm Phương Thiên đã biết cô bám đuôi từ đầu thì quê vải, cảm giác như là bị đối phương trêu đùa vậy. Phương Thiên cảm thấy Lạc Lạc không phải người xấu, cho cô ta bám đuôi cũng chẳng có vấn đề gì thế nên là không vạch trần thôi mà. Lạc Lạc còn tưởng là Phương Thiên có thiện cảm với cô cơ, nhưng mà mơ mộng ít thôi cô gái. Chẳng qua là Jen và Phương Thiên thấy cô nàng này có mỗi việc theo dõi cũng không biết, thêm nữa chỉ cần cảm thấy Lạc Lạc vướng víu là xử lý ngay thôi. Lạc Lạc nể mặt Phương Thiên cảm thấy cô không phải là người xấu, đồng ý ra tay thử mở cái phong ấn kia xem sao. Với level của Lạc Lạc, kích hoạt cái cuộn giấy hóa giải phong ấn kia là điều đơn giản, chỉ là cái thứ nhóm bọn họ phải đối mặt sau khi cánh cửa kia mở ra mới là vấn đề kia kìa.
Phương Thiên yêu cầu Lạc Lạc lùi về sau để cậu ta đi tiên phong cho nó chắc ăn. Mà Lạc Lạc cũng gọi là hết lòng, với chức nghiệp mục sư của cô đã đặt liên tục một số búp có lợi lên cho Phương Thiên cứng hơn nhiều chút. Là chỉ số cứng lên, không phải là chỗ nào đó cứng lên, xin đừng hiểu nhầm. Ngay khi nhóm người vừa tiến vào bên trong thông đạo phía sau cửa đá kia được một đoạn, lập tức bọn họ được chào đón nồng nhiệt bằng một bầy oán linh đông như thiêu thân luôn. Lạc Lạc còn muốn tạm thời chuột rút, nhưng mà riêng với Phương Thiên thì điếu nhé, bọn họ lại chả làm gỏi đám oán linh kia như con. Đúng lúc này Phương Thiên ngửi được cái mùi gì đó nó lạ lắm, có thể là một sinh vật hệ vong linh cấp cao đang tiếp cận, không cẩn thận là ăn lình cả lũ. Cái con hàng tỏa ra mùi thung thủng kia chính là phùng hợp quái boss cấp tinh anh đó. Con hàng đầu lợn này cấp độ lên tới 30, chắc chắn giải quyết nó sẽ không đơn giản chút nào. Phương Thiên đề nghị chơi chiến thuật cũ, cậu ta sẽ kìm chân con boss lại để Jen hạ gục con hàng này. Jen tung liên xạ thuật gãi ngứa cho con boss mặt lợn kia trước, tranh thủ thời gian cho Phương Thiên tiếp cận sau đó rạch một vết thương dài trên vai của nó. Nhưng đòn này không ăn thua lắm, con phùng hợp quái vẫn có thể vung cây đại đao trong tay chém về phía Phương Thiên. Được cái là Phương Thiên thân thủ phi phàm, hoàn hảo né tránh được cú chém kia, sau đó thuận đà sút lệch cầm tên mặt lợn trước mắt. Nhưng cấp độ của Phương Thiên vẫn còn quá thấp, sát thương do cậu ta gây ra chắc chắn là không đủ rồi. Trong lúc Duyên đang tẩm thuốc cho những mũi tên của mình, Lạc Lạc tung một chiêu ám ngôn thuật, giới công kích về phía phùng hợp quái. Nhưng đòn tấn công thậm chí còn không đủ gãi ngứa luôn á, Lạc Lạc thấy tình hình méo ổn rồi, con hàng này là quái vật hệ hồn đó. Phương Thiên né tránh được một cú chém xuống của con boss đầu heo kia, ngay lập tức linh hoạt như một con mèo phi thân lên trên đầu phùng hợp quái. Cậu ta nắm lấy lỗ tai con heo xấu xí này, chân thì quặp chặt vào cổ, sau đó không ngừng tay xiên liên tục vào đầu con hàng này. Con boss bị đánh cho lú cái đầu mới phản ứng lại, muốn đưa tay lên túm lấy Phương Thiên, nhưng căn bản là nó quá chậm chạp rồi. Jen đã tích tụ xong sát chiêu của mình, khóa chặt phương hướng của Phương Thiên mà bắn ra. Không như lần trước không hay biết để rồi bản thân cũng bị cho lên bảng đếm số cùng con quái vật, lần này Phương Thiên đã kịp thời tung người nhảy lên tránh thoát trong thời khắc cuối cùng. Còn cái con hàng phùng hợp quái kia thì đầu nổ tung như pháo hoa luôn rồi, sống thế nào được nữa. Sau một đòn công kích này thì nhìn Jen có vẻ đuối hẳn. Anh ta đã tiêu hao quá độ, cụ thể là tiêu hao mana ấy nhé, thế nên là cần nghỉ ngơi hồi sức một tí chứ cứ bem nhau liên tục thế này chắc hụt hơi mà ngất mất. Lạc Lạc ở một bên thì không nói nên lời nữa rồi, nhiệm vụ mà Phương Thiên đang làm quá mức khó khăn rồi đi, gặp phải cái con hàng cấp 30 hệ hồn cho nhiệm vụ tân thủ. Mà lại nói đến nữa là NPC Jen thực lực cũng quá kinh người, one shot one kill luôn không phải nghĩ nhiều. Bên chỗ con boss tan biến lúc này lộ ra một món vật phẩm, nó là một chiếc áo choàng hệ hồn. Trang bị thì cũng tăng chỉ số kha khá đấy nhưng mà hiệu ứng bất lợi đi kèm cũng khiến chủ sở hữu nhận sát thương nặng nề hơn. Ngoài ra thì cậu ta còn thu được một vật phẩm khác là một chiếc chìa khóa nữa. Lạc Lạc chạy ra hóng hớt liền, nếu con boss hệ hồn mà nhả ra trang bị hệ hồn là quý lắm đó nha. Thế nhưng mà khi nhìn thấy hiệu ứng bất lợi kèm theo trang bị thì cô tụt hứng hẳn, trang bị này cũng không đáng giá lắm. Chuyện này thì không thành vấn đề, chỉ số cộng thêm của nó vẫn rất vừa ý Phương Thiên. Còn về việc nhận thêm sát thương nếu bị công kích thì class sát thủ của cậu ta có thể luồn lách để hạn chế dính đòn mà. Bỏ qua chuyện này thì Phương Thiên vô cùng tò mò trang bị và quái hệ hồn là cái quần què gì, cậu ta còn chưa nghe tới bao giờ đâu. Lạc Lạc lúc này chuyển hướng suy đoán thân phận của Phương Thiên rất có thể là tân thủ thật chứ không phải là tay to smurf, như vậy thì rất đáng để kéo vào công hội của cô tiến hành bồi dưỡng. Lạc Lạc giải thích rằng boss hệ hồn là một loại quái đặc biệt, nó hoàn toàn miễn nhiễm với kỹ năng phổ thông. Chỉ có thể bem nó bằng đánh thường được thôi, mà đánh thường thì biết chừng nào quái mới hẹo, thế nên việc săn loại boss này rất chi là khoai. Về phần trang bị hệ hồn thì là những trang bị có chữ hồn trước tên, thuộc tính nó cộng thêm khá là yếu so với những trang bị ngang cấp, nên cũng không có tác dụng mấy. Chỉ là có người đang thu mua loại trang bị này nên là cũng tương đối có giá trị thôi. Còn về phần kỹ năng hệ hồn thì Lạc Lạc chưa từng nghe nói tới. Phương Thiên phỏng đoán nếu đã có sự phân biệt rõ ràng về quái vật hệ hồn thì cũng sẽ có kỹ năng hệ hồn để khắc chế tương ứng mới phải. Thông qua chuyến làm nhiệm vụ này, dường như Phương Thiên đã nắm được sự thật nào đó về thế giới ảo này rồi. Nhóm người tiếp tục đi đến cuối đường hầm, khi đối mặt với một cánh cửa chặn đường thì Phương Thiên liền lấy chiếc chìa khóa thu được lúc trước ra để khai thông đường đi. Thế nhưng lúc này lại có dị biến phát sinh, khi Lạc Lạc theo bước Jen đi vào trong cánh cửa kia thì lại bị va u cả đầu bởi một lớp tường chắn vô hình. Ngay cả Phương Thiên cũng không thể vượt qua được lớp tường chắn kia, có vẻ như chặng đường tiếp theo chỉ còn một mình Jen có thể đi tiếp rồi. Jen tiến lại kiểm tra thì phát hiện ra lớp tường chắn vô hình kia là tỏa hồn ấn. Là phong ấn cao cấp mà trong tình huống bình thường chỉ có người thi triển pháp thuật này mới có thể giải trừ, cưỡng ép giá giải thì chịu. Lạc Lạc cũng công nhận trong thế giới hoan có rất nhiều khu vực xuất hiện tỏa hồn ấn, chẳng hiểu kiểu gì. Phương Thiên lại hiểu được chuyện này có nghĩa là gì, những khu vực có tỏa hồn ấn đang ngăn chặn người chơi tiến vào bên trong.
Phương Thiên tiến tới nói nhỏ với Jen điều gì đó, sau đó anh ta đồng ý làm theo và tiến sâu vào bên trong căn phòng phía sau cánh cửa trước. Lúc này hệ thống lên tiếng nhắc nhở nhiệm vụ của Phương Thiên đã hoàn thành, nếu muốn mở nhiệm vụ tiếp theo thì cậu ta cần tiến được vào bên trong cánh cửa trước đã. Phương Thiên không có ý nán lại, cố ý nói cho Lạc Lạc biết rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể rời đi rồi. Lạc Lạc thì lại tức đến la làng lên, cô đoán chắc chắn phía sau cánh cửa sẽ có những thứ vô cùng hay ho, thế nhưng bọn họ lại không thể nào tiến vào được. Nhưng mà nhìn thái độ không mấy quan tâm của Phương Thiên thì cô cũng đành chịu thua thôi. Lạc Lạc đưa cho Phương Thiên một cuộn dịch chuyển, chỉ cần sử dụng nó là có thể lập tức biến về một thành trấn gần nhất. Lạc Lạc gửi lời mời kết bạn rồi còn dặn kỹ Phương Thiên rằng cô còn có vài chuyện muốn bàn tiếp với cậu, sau đó sử dụng cuộn dịch chuyển rời đi trước. Nhưng mà khi cô xuất hiện trong trấn Tân Thủ đợi một lúc rõ lâu rồi vẫn không thấy Phương Thiên đâu thì có hơi thắc mắc, chẳng có lẽ cậu ta còn không biết dùng cả cuộn dịch chuyển hay gì. Tất nhiên là không có chuyện đó rồi, bởi vì Phương Thiên bơ đẹp Lạc Lạc rồi ọp luôn rồi còn đâu nữa. Phương Thiên thoát khỏi trò chơi, khẳng định rằng trò chơi hoan này và thế giới hoan mà cậu sống trước kia là cùng một nơi. Chỉ là có sự xuất hiện của tỏa hồn ấn cách ly khu vực biến nó thành hai thế giới khác nhau mà thôi. Phương Thiên đoán cậu ta chỉ cần sử dụng phương thức đặc biệt tiến vào trò hơi là có thể đi vào bên trong căn phòng cuối cùng của hang động rồi. Tuy rằng ông chú Hubbard có dặn Phương Thiên đừng dùng cách thức đăng nhập kia kẻo bị lộ, nhưng mà nhiệm vụ cấp S có sức hấp dẫn không thể chối từ, cậu ta nhất định phải thử một phen. Phương Thiên đưa tay ra triệu hồi cổng đăng nhập trò chơi xuất hiện trực tiếp trong thế giới thực, sau đó thì đợi cho hệ thống đồng bộ hóa rồi chậm rãi tan biến khỏi phòng. Sau khi tiến vào trong trò chơi, Phương Thiên hoàn toàn có thể khẳng định suy đoán lúc trước của mình là chính xác. Trang bị hệ hồn có thể được sử dụng ở cả hai phương thức đăng nhập, nhưng trang bị khác thì lại mất đi hiệu quả. Khi Phương Thiên tiến vào bên trong căn phòng cuối hang động kia, thì Jane đang đắm chìm trong một thuật pháp khổng lồ rồi. Đại vong linh pháp sư Lavaji đã để lại ở trong này mầm lửa sức mạnh và cả trận pháp chỉ để dòng máu bán tính linh như Jane mới có thể kích hoạt. Tất cả là để chuẩn bị cho thế hệ sau như Jane tiếp bước trở thành vong linh pháp sư tiếp theo. Sau một hồi gồng sức mệt đến bờ hơi tai cuối cùng thì Jane cũng đã hoàn thành được bước đầu tiên là hấp thu hồn hỏa. Sách ma pháp trong này thì toàn là hàng hạn chế, không thể mang đi được, thế nên là Phương Thiên không có phần rồi. Tuy nhiên thì Jane vẫn tìm ra được thứ có thể trao cho Phương Thiên. Nó chính là chìa khóa của Thánh đường Chi Thành đã thất lạc. Theo ghi chép thì năm đó Đại Pháp Sư Lavaji đã nghiên cứu về Thánh đường mất tích và có ý muốn mượn lực lượng của nó để đạt được mục đích cá nhân. Thế nhưng đồn như lời, cô rơi vào đường cùng không lối thoát. Hết cách, Lavaji lựa chọn mượn sức mạnh của vong linh, trở thành hắc tinh linh đầu tiên trên đại lục này. Thân phận của cô là bán tinh linh đã hơi bị nhạy cảm rồi, lại còn xa vào con đường bóng tối nên đã dẫn tới sự nghi kỵ và bất mãn của cả con người và tinh linh. Từ đó hai chủng tổng cũng không còn niềm tin vào nhau nữa mà bem nhau toán loạn hết cả lên. Ở trong mật thất lúc này, Phương Thiên đã đạt được chìa khóa của két bảo hiểm của ngân hàng Thánh đường mất tích. Chỉ cần cậu ta tìm tới đúng chiếc két kia là có thể giành được toàn bộ đồ cất giấu bên trong đó. Nhiệm vụ của Phương Thiên tới đây cũng đã hoàn thành, phần thưởng cho cậu ta là tất cả chỉ số đều được tăng thêm một điểm cơ bản. Phương Thiên cảm thấy sự khác biệt giữa hai phương thức đăng nhập vào thế giới này không hề ảnh hưởng tới chỉ số của cậu ta, vậy nên chỉ số của cậu mới khác xa chỉ số cơ bản của những người chơi khác. Lúc này, căn phòng đột nhiên rung lắc dữ dội loạn cả lên. Jane thúc giục tốt nhất là té lẹ, chứ nơi này đã không còn năng lượng để duy trì nữa, sẽ sụp đổ trong chốc lát thôi. Sau khi hai người thoát ra ngoài, Jane nhắc nhở rằng đế quốc vốn tạo dựng phong ấn để ngăn chặn lại hồn hỏa vong linh. Nhưng hiện tại nó đã bị Jane lấy được thì chắc chắn sẽ có người tới kiểm tra sớm thôi. Jane cần phải tìm một chỗ nào đó an toàn kín đáo chút để tạm lánh thôi. Về phần Phương Thiên thì anh ta hứa hẹn rằng trong tương lai chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ trả ơn Phương Thiên. Mà lại trên người Phương Thiên cũng lây nhiễm ít nhiều khí tức vong linh, vậy nên cậu ta cũng cần phải cẩn thận người của đế quốc tìm tới gây phiền phức. Sau khi Jane rời đi, Phương Thiên chỉ cảm thấy chuyện này càng ngày càng thú vị, quả nhiên là nhiệm vụ cấp S rất chi là đáng để mong đợi mà. Sáng sớm, khi mà Thiên Thiến dậy ăn sáng thì Phương Thiên đã đi chạy bộ vận động cơ thể được mấy vòng luôn rồi. Bởi vì điểm thuộc tính của cậu ta đột ngột được tăng cường, vậy nên Phương Thiên phải tự huấn luyện cấp tốc để sớm thích nghi với sức mạnh mới của bản thân. Thiên Thiến thấy Phương Thiên tâm hồn vắt vẻo cành cây thì cú máu, cô túm lấy chiếc khăn vắt trên cổ Phương Thiên mà kéo cậu ta lại hỏi tội. Nhưng mà nhìn thấy cái bản mặt ngây thơ vô số tội của Phương Thiên thì cô nàng cũng đành chào thua vậy. Thiên Thiến nói rằng hôm nay lớp bọn họ lại có kèo solo với lớp khác, Phương Thiên có gia nhập được hay không? Cái này thì Phương Thiên xin kiếu, cậu ta còn bận hoàn thành cái nhiệm vụ chuyển chức cái đã rồi tính sau. Phương Thiên một lần nữa quay trở lại thế giới game, dịch chuyển tới đô thị cho tàn của thành đổ nát. Dựa theo chỉ dẫn của các NPC, Phương Thiên tìm tới khu vực tất cả các đạo sư tụ tập. Cậu nhắm thẳng tới vị trí của một NPC ăn mặc như thể ảo thuật gia, người đó là đạo sư Class Sát Thủ. Anh giai ảo thuật gia này múa múa cái đồng vàng trong tay, sau đó hỏi Phương Thiên xem là sát thủ thì cái gì là quan trọng nhất.
gì chứ cái này thì Phương Thiên lại chả rõ quá, lại mấy cái nhất kích tất sát rồi đánh hụt thì trốn xa nghìn dặm các kiểu các thứ chứ gì. Đơn giản có thế thôi là Phương Thiên đã được kết nạp vào class sát thủ rồi, cậu ta đã được phép học tập những kỹ năng cơ bản của sát thủ. Một lô kỹ năng xuất hiện trước mắt Phương Thiên, để học tập được nó thì ngoài chỉ số cần thiết ra thì còn cần ít hiện kim nữa. Gì chứ đụng tới tiền thì Phương Thiên không thiếu, cậu ta lựa chọn học tập toàn bộ luôn cho nóng. Nhưng mà kỹ năng này với Phương Thiên là không đủ, cái cậu ta là kỹ năng cao cấp hơn nữa cơ. Đạo sư class sát thủ bất ngờ dí sát mặt về phía Phương Thiên, mà cậu ta thì cũng không chút chần chừ rút dao ra công kích luôn. Thế nhưng cơ thể của anh giai ảo thuật gia kia đột nhiên trở nên hư vô mờ mịt, sau đó tốc biến ra phía sau lưng Phương Thiên trong khi cậu ta còn chưa kịp định hình. Đạo sư sát thủ công nhận Phương Thiên thú vị đấy, nhưng mà giờ chưa phải là lúc để cậu ta học được những kỹ năng đặc biệt, cứ đợi lên được cấp 50 đi rồi tính. Phương Thiên tính toán những kỹ năng vừa học được không có từ khóa hồn phía trước, vậy tức là cậu ta không thể sử dụng nó khi sử dụng thực thể tiến vào trong trò chơi được. Hệ hồn có thể là trọng tâm của trò chơi này, là con đường tăng cường thực lực bản thân thực sự. Phương Thiên tạm thời không nghĩ tới chuyện xa vời nữa, trước tiên cậu ta cần nắm chắc kỹ năng cơ bản hiện tại cái đã. Thiên Thiến đã từng nói với Phương Thiên rằng để tăng cấp nhanh thì ưu tiên hàng đầu là có tay to kéo cấp, tiếp theo là đi làm nhiệm vụ, cuối cùng mới là đi farm quái. Cái việc tìm người dẫn này có chút khó với Phương Thiên, tại Thiên Thiến với La Kiến Vũ đi bem kèo solo rồi, cậu ta chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất là Lạc Lạc thôi. Lúc này thì idol Lạc Lạc còn đang bận livestream biểu diễn cơ. Khi cô nhìn thấy tin nhắn riêng của Phương Thiên gửi tới thì có chút khó chịu đó nha. Cô còn tự an ủi bản thân rằng nếu như Phương Thiên thành khẩn giải thích rõ ràng lý do tại sao hôm qua lại bơ cô mà ọp giữa chừng thì cô còn suy nghĩ tha thứ cho. Nhưng cô nàng lại mơ mộng nữa rồi, Phương Thiên hoàn toàn không có ý định giải thích về việc bơ cô hôm qua. Chỉ muốn cô đi kéo cấp cho cậu ta thôi, mà cái giọng điệu lại còn rất chi là thô thiển nữa chứ. Lạc Lạc bực mình rep lại là méo rảnh, mà méo rảnh thì Phương Thiên cũng kệ luôn. Chỉ khổ Lạc Lạc lại phải lo lắng. Hội trưởng của cô đã đánh giá tiềm lực của Phương Thiên là đẳng cấp S luôn đó, Lạc Lạc cần không từ thủ đoạn chiêu mộ được cậu ta. Thế cho nên là Lạc Lạc cực chẳng đã phải hẹn với Phương Thiên rằng sau khi cô livestream xong sẽ tới kéo cấp giúp cậu ta. Sau khi xác nhận được tay to kéo cấp cho mình, Phương Thiên tìm tới quán rượu để thu thập tin tức lộ trình thăng cấp hiệu quả. Trong các quán rượu kiểu gì cũng có người liên lạc của hội sát thủ, đảm bảo tin tức trên trời dưới đất cái gì cũng có. Chỉ là chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra, hoặc là mua thông tin với giá trên trời, hoặc là Phương Thiên sẽ bị khai thác thông tin một cách triệt để thôi. Phương Thiên đi thẳng tới quầy ba gọi một thứ thức uống là mật mã của hội sát thủ. Cậu ta vào thẳng vấn đề muốn tìm vị trí luyện cấp, cùng với lộ trình thăng cấp tốc độ cao, giá cả không là vấn đề. Chủ quầy ba cũng biết Phương Thiên là người có hiểu biết về tổ chức của anh ta nên không vòng vo, trực tiếp đưa ra thông tin mà cậu ta cần. Về phần chi phí cho những thông tin kia, thì với đại gia như Phương Thiên cũng chỉ là con bò mất cọng lông mà thôi. Cậu ta cũng tranh thủ tìm hiểu luôn thông tin về thánh đường mất tích. Nhưng mà thông tin này hơi bị quý đấy, giá cả chắc chắn là một con số khủng bố đây. Phương Thiên không muốn dây dưa với anh giai chủ quán ba này, vào thẳng vấn đề xem thông tin về thánh đường mất tích giá bao nhiêu. Quả nhiên là cái mức giá của nó trên trời luôn mà, chỉ là thông tin cơ bản cũng đã là 1.000 vàng. Giá trị bỏ ra đã vượt quá lượng thông tin mà Phương Thiên có thể thu được, thế nên là cậu ta chê rồi rời đi luôn. Phương Thiên lại tìm tới ngân hàng trung ương của thành phố, theo như cậu ta suy đoán thì chiếc chìa khóa lấy được trong phòng nghiên cứu của Lavaji sẽ dùng được ở đây. Cậu ta đang rất mong chờ muốn được biết rốt cuộc đại vong linh pháp sư Lavaji sẽ lưu giữ lại thứ gì cho cậu ta. Phương Thiên đi thẳng vào bên trong, đưa ra chiếc chìa khóa cho nhân viên tư vấn quan sát và yêu cầu muốn mở két bảo hiểm của nó. Cô nàng nhân viên tư vấn kia nhận ra Phương Thiên chính là một trong những khách VIP của ngân hàng. Chính xác hơn thì cậu ta đang sở hữu một trong những két bảo hiểm VIP của ngân hàng thì vội vàng dẫn đường đưa cậu ta tới chỗ két bảo hiểm. Sau khi đi tới đúng tầng để két bảo hiểm của chiếc chìa khóa kia, Phương Thiên lại để ông lão canh cửa ở đây giám định qua xem cái chìa khóa là hàng fake hay real cái đã. Chìa khóa thì hàng real rồi, nhưng vấn đề là két bảo hiểm này đang bị quá hạn gửi, Phương Thiên muốn mở két thì chịu khó nộp lấy 1.200 vàng ra cái đã. Còn nếu Phương Thiên không nôn tiền ra cũng được, đợi 2 ngày nữa hết hạn hợp đồng thì vật phẩm trong két sẽ thuộc quyền sở hữu của ngân hàng này. Thứ bên trong két bảo hiểm kia rất có thể là đầu mối cho Phương Thiên tiếp tục nhiệm vụ cấp S để tăng chỉ số cơ bản kia, vậy nên là cậu ta quyết định rứt ruột trả tiền vậy. Sau khi chiếc két được mở ra, cô nàng tư vấn viên kia nhắc nhở vật phẩm mà Phương Thiên muốn lấy sẽ xuất hiện từ pháp trận trong két, nếu có thắc mắc gì cậu ta cứ việc hỏi. Phương Thiên một mình tiến vào bên trong khoang két bảo hiểm, mở chiếc dương duy nhất bên trong ra và thu được một cuốn tài liệu nghiên cứu của Lavaji. 3.000 năm trước trong thời viễn cổ, tất cả các chủng tộc chung sống với nhau vô cùng hòa thuận. Con người đã đem khoa học kỹ thuật và thuật luyện kim dung hợp với nhau tạo ra sinh vật luyện kim. Bất cứ ai cũng có thể gửi gắm linh hồn vào sinh vật luyện kim này, sức mạnh sẽ tăng cường đáng kể, hơn nữa chỉ cần có đủ năng lượng là có thể có được sinh mệnh vô tận rồi.
Sau cùng thì nền văn minh luyện kim kia cũng chìm vào dòng sông lịch sử một cách bí ẩn. Lavoisier trong lúc vô tình đã tìm kiếm được tài liệu về nền văn minh này và đã thử bỏ công ra tìm kiếm nhưng kết quả vẫn là tay trắng. Vốn là Phương Thiên còn cho rằng cậu ta vừa đọc một cuốn nhật ký của Lavoisier mà thôi, nào ngờ sau khi đọc xong cuốn tài liệu kia thì một nguồn năng lượng kỳ lạ lại bao phủ lấy cậu ta. Tiếp đó Phương Thiên cùng một lúc thu thập được tới 3 kỹ năng hệ hồn bao gồm luyện kim sơ cấp, chế tác thạch tượng quỷ sơ cấp cùng với điều khiển con rối. Phương Thiên đứng hình một lát sau đó mới nhật mình thẳng thốt đây chính là kỹ năng của bậc thầy rối luyện kim chứ còn gì nữa. Trong thời kỳ Thánh Đường Chi Thành hưng thịnh, class bậc thầy rối luyện kim là một class chiến đấu hơi bị đáng gờm đó. Con rối luyện kim không chỉ miễn dịch ma pháp tâm trí mà thương tổn hệ vật lý cũng được miễn nhiễm cực cao. Thạch tượng quỷ mà Phương Thiên có thể chế tạo tuy rằng chỉ là con rối cấp thấp nhưng mà nó có thể bay được, vậy nên khả năng tác chiến cực kỳ ưu tú. Phương Thiên không thể chờ đợi được mà phải tìm cách chế tạo thử một con rối trải nghiệm xem như nào mới được, còn tài liệu thì cứ thiêu hủy đi cho chắc ăn. Lúc này nhiệm vụ tìm kiếm tư liệu để lại của Lavoisier cũng đã hoàn thành, khiến Phương Thiên tăng liền mấy cấp độ luôn. Còn về tài liệu và dương chứa sau khi bị Phương Thiên hóa vàng thì để lộ ra một mảnh vỡ phù văn của trận pháp luyện kim. Về phần còn lại thì Phương Thiên phải tự đi kiếm rồi và chắc chắn là con đường này sẽ ngập tràn đờ ra ma và bem nhau đây. Ở bên kia Lạc Lạc cũng vừa hoàn tất buổi live stream xong, lập tức liên hệ với Phương Thiên hỏi vị trí của cậu ta để đi kéo cấp. Nhưng Phương Thiên không gấp, cậu ta muốn mua 100 phần nguyên liệu chế tạo con rối trước cái đã. Mà Phương Thiên cũng chẳng có tí tính phòng bị nào hay sao ấy, trực tiếp khai luôn với Lạc Lạc là muốn luyện kim chế tác thạch tượng quỷ mới tải. Cái này thì lại tạo điều kiện cho Lạc Lạc rồi, cô ta phải tìm cách bào được bản vẽ hoặc là thành phẩm từ tay Phương Thiên mới được. Bởi vì Phương Thiên cần tới số lượng nguyên liệu rất lớn, thế nên là phần cậu ta còn thiếu Lạc Lạc sẵn sàng tài trợ luôn. Tiếp đó cô còn kéo Phương Thiên tới xưởng chế tạo chuyên dụng, thuê luôn phòng cho cậu ta nữa chứ. Mục đích thì khỏi phải bàn, chắc chắn là muốn bào bản vẽ từ tay Phương Thiên rồi. Nhưng mà cái bản vẽ kia là kỹ năng cá nhân sau khi học xong thì Phương Thiên đã hủy tài liệu nên là không có cái để bỏ ra đâu, thành phẩm chắc hên xui. Lạc Lạc đòi phải được lấy thạch tượng quỷ phơ di cơ, còn về việc điều khiển nó thì cô tự tin kỹ năng bản thân từng học được có thể áp dụng đấy. Phương Thiên lập tức bắt tay vào chế tạo lần đầu tiên và chắc chắn là nó nổ tan tành xác pháo rồi, thành công ngay lần đầu tiên mới là lạ đó. Thế nhưng cậu ta lại có con đường tắt của riêng mình, Phương Thiên có chỉ số ẩn là niệm mà, có thể dùng nó để dẫn dắt năng lượng phù văn mà. Nghĩ là làm luôn, và lần này quá trình thực hiện trông nó uy tín lắm, có khi cậu ta đã thành công chế tạo ra con thạch tượng quỷ đầu tiên rồi đó. Sau khi khói bụi tản đi hết, chẳng thấy con hàng nào xuất hiện bên trong trận pháp cả, mà chỉ có một tấm thẻ bài mà thôi. Nhưng tấm thẻ này là thẻ bài luyện kim đó nha, nó là một loại đạo cụ đặc biệt, cụ thể ở đây là có thể triệu hoán thạch tượng quỷ. Lạc Lạc kích động không thôi, muốn Phương Thiên triệu hoán ngay và luôn con thạch tượng quỷ kia xem nó có ra gì hay không. Hệ thống nhắc nhở Phương Thiên rằng để có thể triệu hồi thạch tượng quỷ thì cậu ta cần tiêu hao toàn bộ lực tinh thần để có thể triệu hồi được nó. Hoặc là sử dụng niệm để triệu hồi thì sẽ hình thành thạch tượng quỷ hệ hồn. Vấn đề ở đây là Harper từng dặn kỹ Phương Thiên tuyệt đối không được sử dụng niệm trước mặt người khác rồi. Mặc dù cậu ta đã hỏi dò và Lạc Lạc chẳng biết gì về niệm cả, nhưng để đảm bảo an toàn thì Phương Thiên vẫn quyết định triệu hồi thằng đệ này bằng tinh thần lực cho chắc ăn. Ngay khi Phương Thiên sử dụng thẻ bài, một con quái vật to cao đen chắc là không hôi lập tức xuất hiện trong phòng. Thạch tượng quỷ là quái vật cấp 37 với chỉ số khá gì và này nọ đấy, khả năng tác chiến cũng vô cùng ấn tượng nữa. Tuy nhiên thì vì cấp độ của Phương Thiên còn cùi nên chỉ có thể vận dụng thạch tượng quỷ đạt đến sức mạnh cấp 14 mà thôi. Lạc Lạc lập tức nhận ra sự lợi hại của con hàng trước mắt. Con hàng này nếu như tích đủ số lượng tạo thành một đội quân tác chiến trên không thì rất gì và này nọ đấy. Cô ta ngay lập tức chụp ảnh con thạch tượng quỷ lại để gửi về công hội tinh thần làm giám định và càng chắc chắn phải khai thác triệt để Phương Thiên mới được. Đối với Phương Thiên thì cậu ta thấy con thạch tượng quỷ này cũng thường thôi, được cái là chế tạo nó sẽ tăng độ thông thạo skill chế tác nên là cũng có chút tác dụng. Lúc sau khi Phương Thiên và Lạc Lạc tiến ra bên ngoài thì mới thấy điểm bất lợi của cái cục đá biết bay kia. Con hàng này đã triệu hồi lên là không thể thu hồi lại được, đã thế muốn nó tác chiến còn tốn mana nữa chứ. Tuy là vậy thì nó vẫn vô cùng thu hút ánh mắt của những người chơi xung quanh. Lạc Lạc ngay lập tức nhảy ra ngăn chặn những ánh mắt thèm thuồng của nhóm người kia lại. Chốt luôn đây là bí mật thuộc công hội tinh thần, coi như biến tấu túm cổ Phương Thiên vào công hội luôn chứ còn gì nữa. Tiếp theo là đến đoạn luyện cấp, Phương Thiên muốn Lạc Lạc tung một skin nào đó khiến quái hấp hối ấy, rồi cậu ta sẽ ra đòn quyết định, như thế là có thể hít kinh nghiệm tốc độ cao rồi. Bọn họ cùng nhau tiến về cốc Di Lạc, nơi có đám quái thần lằn cát tụ tập. Phương Thiên nghiên cứu kỹ rồi, mặc dù công kích của đám này có thể đem lại hiệu ứng bất lợi, nhưng mà con hàng này máu không cao, hơn nữa đuôi của nó còn bán được giá hời đáng để farm đấy. Còn một vấn đề nữa đó là bem đám này còn có tỷ lệ rơi ra mảnh bảo đồ sa mạc, tích lũy đủ có thể tìm kiếm kho báu khủng trong sa mạc đó.
Phương Thiên quyết định lên trước test thử xem khả năng làm thịt một con thần lằn cát có khả thi hay không. Cậu ta thả người rơi xuống vách núi, đồng thời thi triển thuật hành tẩu bí mật khiến Lạc Lạc hoa cả mắt. Đám thần lằn cát bên dưới đang yên bình tắm nắng cùng nhau thì bất ngờ một con nằm giữa đội hình bị Phương Thiên rơi thẳng xuống cho một đòn bạo kích muốn bay màu tới nơi luôn. Phương Thiên cảm thấy mặc dù là tình báo của hội sát thủ hơi bị đắt một chút, nhưng đúng là đắt sắt ra miếng mà. Điểm yếu của thần lằn cát nói trong phần tình báo mua được quả nhiên không sai, Phương Thiên chỉ cần nhắm chuẩn cái đường kẻ đỏ nhạt trên lưng mấy con bò sát này là chắc kèo làm gỏi bọn chúng rồi. Con thần lằn cát kia bị công kích bất ngờ thì nổi hung lên, quay đầu muốn hà hơi thổi ngạt phun kịch độc về phía Phương Thiên. Nhưng mà Phương Thiên thân thủ phi phàm thì sợ bíp gì, dễ dàng tránh né sau đó xiên tiếp một dao vào lưng con hàng kia chính thức tiễn nó lên bảng đếm số. Cậu ta thấy quái level 32 cũng đến thế mà thôi, cứ bem vào điểm yếu là ăn tiền hết. Lạc Lạc cũng bị chiến tích farm quái vượt cấp của Phương Thiên làm cho giật mình luôn, thế này là mở hách hơi bị quá đà rồi đấy nhé. Phương Thiên thấy Lạc Lạc cũng đã tiến xuống thì muốn biết công kích diện rộng của Lạc Lạc nhắm có thể tạo ra được bao nhiêu điểm sát thương để còn tính đam kết liễu nữa. Cậu ta thấy mấy con bò sát này tốc độ chậm gì gì, mà lại phương thức tấn công cũng chỉ có cào cấu cắn xé cơ bản với phun độc thôi. Phương Thiên tính toán Lạc Lạc hoàn toàn có thể tung đòn sát thương diện rộng của cô ta thu hút đám thần lằn kéo tới trước, sau đó cậu ta sẽ ra tay kết liễu từng cháu một. Đây chính xác là yêu cầu Phương Thiên mỗi đòn công kích để phải tạo ra nhát chém chí mạng đó. Lạc Lạc thực sự không tin tỷ lệ chí mạng của Phương Thiên có thể đạt mức 100% nha. Cái này thì Lạc Lạc không cần phải xoắn, Phương Thiên có kỹ năng tinh thông liên kích có thể đảm bảo đâm liên hoàn bạo kích nha, thế nên là quái đến bao nhiêu cậu ta dọn bấy nhiêu thôi, đơn giản ấy mà. Chiến lược đã bàn bạc xong, Lạc Lạc lập tức tung một chiêu trừng phạt thần thánh, dẫn động cột năng lượng từ trên bầu trời úp thẳng xuống đầu đám thần lằn cát. Cùng lúc đó Phương Thiên cũng lướt ra thi triển kỹ năng ám sát của mình, một đâm một mạng không trượt phát nào. Công nhận là kỹ năng sống của Phương Thiên nó cứ đần đần thế nào ấy, nhưng mà kỹ năng chiến đấu thì ra gì phết. Lạc Lạc đứng ở một bên nhìn Phương Thiên bay nhảy đâm chém mà khẳng định cậu ta là một chiến hữu vô cùng uy tín trong đoàn đội chiến ấy. Đúng lúc này hội trưởng của công hội tinh thần liên lạc tới, khiến Lạc Lạc phải vội vàng dừng tay lại đi nghe điện thoại cái đã. Phương Thiên ở một bên cũng thu thập vật phẩm rơi ra từ đám quái và vận khí của cậu ta không tồi chút nào. Đã thu được mảnh đầu tiên của bản đồ kho báu rồi, mỗi tội là mảnh bản đồ chỉ tồn tại được trong 24 tiếng thôi. Bên phía Lạc Lạc, hội trưởng của cô ta khẳng định chắc chắn là công hội của bọn họ phải có được quân đoàn thạch tượng quỷ, có nó rồi công hội tinh thần sẽ phát triển tiềm lực một bước dài luôn đó. Vậy nên là anh giai hội trưởng kia khẳng định chắc nịch phải tìm mọi cách kéo được Phương Thiên vào công hội. Sau khi ngắt kết nối với hội trưởng, Lạc Lạc quay trở lại đánh giá Phương Thiên lúc này đã có thể vượt cấp bem quái như trò đùa thế này rồi. Thì khi cậu ta tay to hơn còn có thể mạnh tới mức nào nữa. Cô nhất định phải vỗ béo Phương Thiên mới được. Nhưng mà nghe chừng là công cuộc farm quái phải tạm dừng rồi, vì Thiến Thiến gọi điện tới kêu Phương Thiên mau lết cái mông ra ngoài ăn cơm ngay, ăn xong rồi quẩy tiếp cũng được. Phương Thiên còn tranh thủ hỏi thăm về bản đồ kho báu, nhưng mà Lạc Lạc bảo cậu bớt mơ đi. Mảnh bản đồ càng về sau tỷ lệ rơi càng thấp, lại còn có thời gian tồn tại giới hạn, thế nên là chưa có ai thu thập đủ được đâu. Thiến Thiến gọi Phương Thiên ngồi lại ăn tối, còn khoe rằng hôm nay tổ đội của lớp lại bem toác đầu lớp bên cạnh nữa chứ. Hơn nữa hôm nay phó hội trưởng của câu lạc bộ Esport Tần Nguyệt cũng có mặt, hơn nữa cô ấy còn tập trung quan sát Thiến Thiến, càng khiến cô nàng quẩy sung hơn bao giờ hết. Hiện tại đang là mùa tuyển thành viên mới mà, vậy nên Thiến Thiến cảm giác bản thân chắc kèo được tuyển vào rồi, cô còn gạ gẫm Phương Thiên cùng tham gia nữa, nhưng mà cậu cũng không để ý cho lắm. Hiện tại cậu ta đang cảm thấy cơ thể mỏi như ra vì ngồi lâu đây, tiến vào game bằng mũ thực tế ảo khiến cơ thể không được vận động nên là Phương Thiên không quen đây mà. Cậu ta quyết định tranh thủ đi chạy bộ vài vòng cho xuôi cơm cái đã. Trong lúc đang chạy bộ thì Phương Thiên gặp được một cậu bé giao cho mình một tờ giấy, trên đó chỉ viết hai câu là ép sọt và Long Tam thôi. Phương Thiên có thể hiểu được đây là Hubbard muốn cậu ta gia nhập câu lạc bộ, nhưng Long Tam lại là ông thần nào thì cậu hổng có biết. Bỏ chuyện đó qua một bên, Phương Thiên sau khi chạy bộ xong thì lập tức quay trở về đăng nhập vào game vô cùng đúng hẹn. Lạc Lạc đã đợi sẵn ở đây rồi, nhưng mà có một vấn đề nho nhỏ là giờ cô phải live stream nữa. Cô cảm thấy tốt nhất là thử mời Phương Thiên vào công hội luôn cho chắc, chứ lỡ live stream xong cậu ta thể hiện ra trình độ hơn người quá rồi bị công hội khác cướp mất thì toang. Phương Thiên cảm thấy việc vào công hội cũng không có vấn đề gì cả, dù sao thì nó cũng giúp đỡ cậu tăng tiến cấp độ nhanh chóng hơn mà. Cứ thế là Lạc Lạc đã hoàn thành chỉ tiêu chiêu mộ Phương Thiên vào công hội rồi, lại còn có thể phát live stream không cần câu nệ nữa chứ. Đoạn tiếp theo thì chẳng thay đổi mấy, vẫn là Lạc Lạc gây sát thương đầu kéo đám thần lằn cát bù lại. Sau đó để Phương Thiên liên kích làm gỏi từng con một thôi, khác cái là có thêm rất nhiều người xem hai người farm quái. Đúng lúc này, mặt đất chợt chấn động dữ dội dẫn tới Lạc Lạc loạng choạng suýt ngã, may mà Phương Thiên kịp thời đỡ lấy cô. Cái này thì trực tiếp khiến người xem bùng nổ rồi,
không phải là ước gì bản thân là Phương Thiên thì cũng là cào phím muốn lột da cậu ta các kiểu các thứ. Một con bọ cạp siêu toa khổng lồ đột ngột đội đất xuất hiện trước mặt Phương Thiên và Lạc Lạc, khiến Lạc Lạc cảm thấy kèo này méo ổn rồi. Cái con bọ cạp độc sa mạc kia là boss cấp 30 đấy, ít nhất cũng phải có 5 người cấp 40 mới chơi lại được. Nhưng chỗ này ngoài một mục sư đam giấy như Lạc Lạc thì cũng chỉ có tân thủ cấp 20 là Phương Thiên thôi. Đây rõ ràng là game tạo cơ hội cho Phương Thiên cướp sóng livestream của Lạc Lạc chứ còn gì nữa. Cậu ta dự định sẽ làm một trận khô máu với con boss này xem đứa nào cứng hơn nào. Video của mình đến đây là hết rồi. Bên trên là nội dung tóm tắt phần 1 của bộ truyện. Nếu các bạn có ý kiến gì thì hãy để bên dưới phần bình luận nhé. Đừng quên để lại cho mình một like, đăng ký và ấn chuông theo dõi để nhận những video thú vị hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.